chương 3260, ngồi đợi phế vật một Bạch Diễm Thiên Tôn lòng như cho nguội, tên yêu nghiệt này tuyệt đối không phải người, tam bộ liền có thể có được lực lượng ngũ bộ. Hắn chán nản nói, không sai, tốt, Lăng Hàn vung ra một quyền, banh, Bạch Diễm Thiên Tôn lập tức bị đánh bạo. Lúc trước đối phương giết tới cửa, muốn giết chết hắn, luyện hóa ra Thiên Tôn ký hiệu, không có cho hắn đường sống, dựa vào cái gì muốn Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Tự nhiên là giết, Lăng Hàn lại nhìn về phía bốn tên tứ bộ còn lại, ánh mắt đảo qua, để bốn người này không khỏi phát run. Các hạ, chúng ta là người của tuyên vũ minh, tứ bộ áo tím nói, lúc này chỉ có thể chuyển ra hậu trường đến dọa lăng hàn. Tuyên vũ minh, lăng hàn kinh ngạc, trước đó hắn chính là giết người tuyên vũ minh, ngay cả khoáng mạch cuối cùng có giá trị nhất cũng không có tham dự tranh đoạt, chỉ có thể rút lui về sau, tìm một chỗ bế quan đột phá. Không nghĩ tới, không phải oan gia không tụ đầu, ở chỗ này lại gặp được người của tuyên vũ minh. Tuyên Vũ Minh là một thế lực ngũ bộ, mặc dù so sánh với thế lực lục bộ còn có chút kém, nhưng trên đời này lục bộ mới chừng trăm cái, thế lực ngũ bộ cũng có tệ rồi. Thấy Lăng Hàn do dự, bọn người tứ bộ áo tím lộ ra phấn chấn, thấy được một chút hy vọng sống. Lăng Hàn cười hắc hắc, lão tử của phí bạch trư, ở trong tuyên vũ minh đứng hàng thứ mấy. Phí vũ đại nhân, tứ bộ áo tím sướng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn biết phí bạch trư cùng lão tử của hắn, nhưng trong lòng hắn hy vọng càng thêm mãnh liệt, có giao tình vậy thì càng tốt hơn phí vũ đại nhân cùng thích tuyên đại nhân chung một chỗ thành lập viên vũ minh, là một trong hai vị minh chủ. Hắn nhịn không được hỏi, các hạ nhận biết phí thiếu sao, hắn không dám nói phí bạch chưa đã chết, sợ lăng hàn bởi vậy không nhận giao tình này. Biết, đương nhiên quen biết, lăng hàn cười, ta tự tay giết hắn, làm sao có thể không biết, người thật sự là thích nói giỡn. Phốc, bọn người tứ bộ áo tím phun ra. Người tuyên vũ minh đương nhiên biết phí bạch trư chết rồi, nhưng tin tức cụ thể lại không rõ ràng. Hiện tại nghe Lăng Hàn nói như thế, mới biết được ra hỏa này chính là hung thủ. T, lần này thật đúng là nguy rồi. Lúc trước chết cũng không phải một phí bạch chư, mà còn có hai tên tứ bộ, một tên tam bộ. Rất kỳ quái, tứ bộ chết rồi, tam bộ ngược lại trốn trở lại một cái. Nhưng Lăng Hàn đã giết ba tứ bộ của tuyên vũ minh, không đúng, tăng thêm bạch diễm thiên tôn chính là bốn cái, vậy hắn sẽ còn để ý lại giết bốn cái sao? Bọn hắn đều khóc không ra nước mắt, mình làm sao lại không may như thế? lần này chắc là bị Lăng Hàn diệt khẩu. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, ta ngược lại đang muốn chiếu cố tên phế vật kia. Kỳ quái, như thế nào có người gọi thẳng mình là phế vật nhỉ? Gọi phi vũ, nữ hoàng ở một bên đính chính, chính là phế vật nha. Hổ nữ thì tranh cãi, Lăng Hàn cười ha ha. Ta cần có người giúp ta đi thông chi tên phế vật kia, nói ta ở chỗ này đợi hắn, muốn báo mối thủ giết con, thì tranh thủ thời gian tới, bằng không đợi ta đào xong khoáng mạch, sẽ không rảnh tiếp tục chờ hắn. Đám người sững sờ, Lam Hàn đây là ý gì, thật đúng là muốn cùng phí Vũ chơi một trận. T, mặc dù ngươi rất mạnh, có thể nghiền ép tứ bộ, nhưng thực sự có thể địch nổi Ngũ bộ sao? Hơn nữa, phí Vũ là Ngũ bộ trung kỳ, chiến lực thông thiên triệt địa, vô cùng kinh khủng. Tên này cuồng đến đột phá chân trời a. Thế nhưng mà cứ như vậy, trong bọn họ liền có một người có thể rời đi nơi này còn sống. Những người này ai cũng tràn đầy khát vọng đối với sinh mệnh, thiên tôn cao cao tại thượng trời cũng phải tôn, địa vị tôn sùng cỡ nào, lại có cái nào nguyện ý chết. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn trở ngại tôn nghiêm không có một cái nào cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt lại toàn bộ bán đứng bọn hắn, như tiểu cầu nhìn chằm chằm lăng hàn. Tuyển ta, tuyển ta, đây là bọn hắn im ắng hò hét, lăng hàn đưa tay nhấn một cái, ba ba ba, thiên tôn nơi này ai cũng bị lực lượng đáng sợ của hắn nghiền nát, vẻn vẹn chỉ có một tên nhị bộ mới may mắn thoát khỏi. Thiên tôn đều trải qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng nhìn đến mười mấy tên thiên tôn cùng dai, cao dai như cỏ rác chết ở trước mặt mình, tên nhị bộ kia vẫn sợ đến hai chân như nhũn ra, có một loại khó chịu nôn mưa. Đi thôi, không nên làm trễ nải thời gian, Lăng Hàn ôn nhu nói với hắn, nhưng ở trong mắt tên nhị bộ, Lăng Hàn chính là một ma quỷ, hắn vội vàng co cẳng chạy, thẳng đến chạy ra thật xa, hắn mới vững tin Lăng Hàn thực sự buông tham mình, không khỏi dâng lên một cảm giác may mắn, chỉ cảm thấy phía sau lưng ướt nhẹp. Người thật muốn đánh cùng ngũ bộ, Nữ hoàng nhìn về phía Lăng Hàn, nàng là biết ngũ bộ khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn gật đầu, cảnh giới tại tăng lên, tránh không được phải cùng dạng cường giả này đối đầu, không bằng hiện tại trước chơi một trận. Có nắm chắc không? Nữ hoàng hỏi lại, Lăng Hàn gật đầu, hi hi, Lăng Hàn đã nói có nắm chắc, vậy thì nhất định có nắm chắc. Hổ nữ cười nói, ba người tiếp tục đào quáng, có máy gian lẫn như Lăng Hàn, tốc độ khai thác khoáng thạch của bọn hắn nhanh đến kinh người, chỉ là đầu khoáng mạch này chỉ ra đại dược, thiên tôn ký hiệu lại một cái không thấy, để Lăng Hàn cực kỳ thất vọng. Đại dược cũng không tệ, có thể để ngươi tiến cảnh không đến mức tụt lại phía sau. Nữ hoàng an ủi hắn, Lăng Hàn gật đầu, theo hắn bước vào tam bộ, sinh mệnh tinh khí của cường giả tứ bộ đối với hắn cũng không đáng chú ý, hai ba lần liền hấp thu sạch sẽ, muốn giống như trước sinh ra cảm giác no, khẳng định phải ngũ bộ mới được. Chỉ là, nguyên thạch nơi này đều đã khai thác đến không sai biệt lắm, làm sao tên phế vật kia vẫn còn chưa qua, thật đúng là phế vật hay sao? Lại 10 ngày sau, khoáng mạch bị khai thác sạch sẽ, Lăng Hàn quyết định đợi phí Vũ 10 ngày, nếu như đối phương còn chưa tới, vậy hắn coi như lười nhác đợi thêm nữa, dù sao về sau luôn có thời điểm đối mặt, mà trên đời cũng không phải chỉ có phí Vũ là ngũ bộ. Bất quá, chỉ 7 ngày sau, phí Vũ đã đến. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ, trong nháy mắt liền để Lăng Hàn giật mình, có một loại cảm giác đối mặt thiên địa vứt bỏ. Chỉ là hắn đã không phải nhị bộ lúc trước, hiện tại chiến lực hoàn toàn có thể địch nổi ngũ bộ. Bản tôn đã tới, chương 3261, ngồi đợi phế vật 2. Một thanh âm ung dung truyền tới, âm âm, thanh âm này rõ ràng không lớn, nhưng ngọn núi lại nhao nhao tan rã, trong nháy mắt toàn bộ dãy núi đều san thành bình địa. Thiên tôn đương nhiên là có dạng thần uy này, nhưng bình thường, thiên tôn đều sẽ tiến hành khống chế, không cần thiết tiến hành đại phá hư như thế, cái này rất dễ dàng bị thiên địa nhầm vào, nếu để cho vị diện tập hợp đủ lực áp chế, dù thất bộ cũng không dễ chịu, Bất quá nơi này là trong hư không, vị diện sớm chết, tự nhiên không sợ bị nhầm vào, hơn nữa, người này hẳn cũng bao hàm lấy lửa giận đi tới. Lăng Hàn hiện thân, hai tay chắp sau lưng, cười nói. Phế vật tới, ở trước mặt bản tôn múa mép khua môi, người không có nửa điểm chỗ tốt. Một bóng người hiển hiện, dáng người cực kỳ thấp bé, nhìn kỹ, cái này đúng là một tiểu nam hài mới năm sáu tuổi, nhưng thần sắc lại như ông cụ non. Lăng Hàn kinh ngạc, ta nói phế vật, người chỉ là danh tự không tốt, cũng không cần tái tạo lại thân thể của mình a à. Tiểu nam hài kia lập tức lộ ra thần sắc nổi giận, hắn chính là phí vũ, đường đường ngũ bộ thiên tôn. Sở dĩ biến thành bộ dáng một bé trai, chính là hắn tự sáng tạo một môn bí thuật, không ngừng lặp lại quá trình xuất sinh, trưởng thành, chết già, từ đó ngộ đạo. Nhưng lang hàn cũng quá thất đức, thế mà cầm tên của hắn trêu đùa. Phí huynh, không cần cùng một tên tam bộ nho nhỏ chấp nhặt. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy ở bên cạnh phí vũ xuất hiện một nam tử dáng người thon dài hắn phong thần tuấn lãng vô luận dung mạo hay khí độ đều là tốt không lời nói đây là một tên minh chủ khác của tuyên vũ minh thích tuyên đồng dạng cũng là một tên ngũ bộ thiên tôn lang hàn nhìn sang hắn ẻo là người đang nói gì đấy thích tuyên không khỏi cứng lại ẻo là hắn lớn lên là đẹp trai một chút nhưng cùng ẻo là hoàn toàn không quan hệ có được hay không tiểu tử này như thế nào vừa há mồm lực công kích liền cường đại như thế chỉ là miệng lợi mà thôi, không cần để ý, trực tiếp chân áp. phi vũ nói, dưới chân hắn khẽ động, đã bước về phía lăng hàn, một tay nhô ra, hóa thành một ngọn núi lớn, có phủ văn phát quang, có các loại dị tượng nhật nguyệt tinh thần, phảng phất như mở một phương thế giới mới. cường giả ngũ bộ quả nhiên bất phàm, phảng phất như nhất niệm liền có thể sáng thế. Chân em gái ngươi a, lăng hàn thét dài một tiếng, chủ động ninh tiếp, bang, 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 hai đại cường giả kịch chiến, vô cùng kịch liệt. Thích tuyên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì mặc dù phí vũ chiếm thượng phong, nhưng Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể đánh có đi có về. Phải biết, phí vũ là ngũ bộ trung kỳ, so với hắn chỉ kém một chút. Đương nhiên, nếu như một mực tiếp tục như vậy, một ngày nào đó phí vũ có thể thắng, nhưng thời gian lại không biết cần bao lâu. Hơn nữa, Lăng Hàn hoàn toàn có thể tùy thời thoát thân rời đi, chiến lược cùng một cấp độ, ai muốn đi đều là sự tình dễ dàng. Phí vũ cũng chấn kinh, hắn xác thực chiếm thượng phong, nhưng cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn là ngũ bộ, vượt qua siêu cấp đại hạm tứ bộ A. Hắn tin tưởng, cũng chỉ có vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như đám người lâm u liên, tân khí hổ mới có tư cách ở tứ bộ cùng hắn chống lại, nhưng Lăng Hàn lại vẻn vẹn chỉ là tam bộ. Cái này để hắn làm sao có thể không chố mắt, nhưng bây giờ đang trong lúc kích chiến, mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng căn bản không thể ngăn chặn Lăng Hàn, làm sao có khả năng chủ quan. Bởi vậy, hắn lập tức đánh lên tất cả tinh thần, cùng lăng hàn kịch chiến. Oanh, hai người đại chiến, một cái là cường giả ngũ bộ, một cái lại có được chiến lực ngũ bộ, chiến đến khó phân thắng bại. Lăng hàn chỉ cầm đối phương đến khảo thí chiến lực của mình, bởi vậy chỉ cần phí vũ không ra tuyệt chiêu, hắn cũng sẽ không vận dụng. Bất quá, thấy chiến lực thông thường không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chân áp lăng hàn, phí vũ rất nhanh liền biến chiêu. Ông, một thiên tôn ký hiệu sáng lên, lập tức để chiến lực của hắn tăng lên ba mươi mấy lần. Không hổ là ngũ bộ thiên tôn, nắm giữ ký hiệu cấp 6. Lần này, uy thế của hắn tăng vọt, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nếu Lăng Hàn không làm ra ứng biến, hắn sẽ ở trong vòng 10 chiêu bị trọng thương, tuyệt đối sống không qua 20 chiêu. Lăng Hàn cười ha ha, cũng vận chuyển một ký hiệu, lực lượng tăng vọt hơn 40 lần. Hắn nguyên bản cùng phí vũ kém 5-6 lần lực lượng mà thôi, hiện tại thiên tôn ký hiệu xuất hiện khác biệt vừa vặn đền bù lực lượng hắn không đủ, chiến lực của song phương kéo đến cùng một cấp độ. Cái gì, phí vũ cùng thích tuyên đồng thời kinh hô, bọn hắn tuyệt đối không ngờ, lăng hàn thế mà nắm giữ một ký hiệu cấp 5. Phải biết, ký hiệu cấp 6 này cũng không phải bọn hắn mở đá móc ra, mà là bọn hắn trải qua vô số năm thôi diễn, lúc này mới tự hành tìm hiểu ra, nhưng lăng hàn thì sao? Chẳng qua là tam bộ thiên tôn, đừng nói mới đột phá chưa bao lâu, dù ở cảnh giới này chờ đợi vô số năm, có tư cách thôi diễn ra thiên tôn ký hiệu, lại có thể là cấp mấy. Cao nhất cũng chỉ cấp 7, thật không thể tin nổi, người trẻ tuổi này chẳng những thiên phú yêu nghiệt, năng lực vượt cấp chiến đấu dọa người, càng nắm giữ thiên tôn ký hiệu cấp 5. Trong ánh mắt thích tuyên không khỏi hiện lên vẻ tham lam, mặc dù nguyên thạch nơi này có thể mở ra thiên tôn ký hiệu, nhưng không có cao cấp. Ký hiệu cấp 5A, ngay cả hắn cũng chưa từng nắm giữ, để hắn động tâm. Hắn như thế, phi phu tự nhiên cũng không ngoại lệ, vô luận là mối thủ giết con, hay ngấp nghé thiên tôn ký hiệu trên người Lăng Hàn, đều để hắn hận không thể lập tức giết chết Lăng Hàn, tận đoạt bí mật của đối phương. Hắn tin tưởng, trên thân Lăng Hàn ẩn tàng bí mật không phải chỉ một thiên tôn ký hiệu cấp 5. Nguyên nhân tam sinh, diệt hết vô thường. Hắn nói nhỏ, oanh, hắn vỗ ra một trường, có phù văn vô tận minh diệt, cái này tuyệt không phải thiên tôn ký hiệu, nhưng uy lực lại lớn đến kinh người. Lăng Hàn lập tức phát lên một loại cảm giác thế sự vô thường, sống không gì vui. Nhưng ý chí của hắn cứng cỏi bực nào, lập tức phá tan tâm tình tiêu cực. Hắn có chút kinh ngạc, Ngũ Bộ Thiên Tôn thật đúng là không thể coi thường, lại có thể giao động ý chí của hắn. Chương 3262, Chiến Ngũ Bộ. Ngươi cho rằng Ngũ Bộ chỉ là lực lượng mạnh hơn Tứ Bộ thôi sao? Phí Vũ cười lạnh, đây chỉ là mặt ngoài khác nhau, nhưng bốn loại lực lượng bản nguyên dung hợp, có thể diễn hóa ra bao nhiêu biến hóa, lại không cách nào tưởng tượng. Hắn trường trường đánh rớt như khai thiên phách địa, lại như hủy diệt thương sinh. Lăng Hàn bị cỗ lực lượng này quét đến mấy lần, quần áo lập tức vỡ vụn, trên da cũng xuất hiện rạn nứt. Phải biết, bây giờ lực lượng của hai người không sai biệt lắm, nhưng phí vũ mang theo kình phong liền có dạng uy năng này, thực là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn nhất niệm động, hắn cũng vận chuyển ra nộ quyền, hắn không tin mình ngộ ra đạo sẽ không bằng ai. Oanh, nộ quyền vung vẩy, hắn như phong ma, chiêu chiêu đoạt công. Xoát xoát xoát, trên thân Lăng Hàn không ngừng bị kình phong vẽ ra từng vết thương nhỏ, nhưng hắn lại không quan tâm chỉ nhìn chằm chằm phí vũ tấn công mạnh công kích của hắn như trường hà biển cả một quyền so một quyền hung mãnh rốt cục phí vũ cũng trúng một quyền của hắn banh phí vũ bị đánh bay ra ngoài một ngụm lão huyết phun mạnh vừa rồi hắn chiếm được tiện nghi đã toàn bộ phun ra một cái trọng thương đổi lăng hàn đầy người vết thương nhẹ một chút cũng tính không ra phế vật quả nhiên là phế vật lăng hàn lắc đầu có vẻ hơi tiếc hận người đây là danh tự không tốt trách không được người phí vũ kém chút lại phun một ngụm máu, đổi lại một tam bộ khác, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng Lăng Hàn lại là cường giả đủ để cùng hắn sánh ngang, lời này hắn đương nhiên không thể không nhìn. Người đủ chưa, làm gì luôn níu lấy tên của ta không thả, có ý tứ sao? Phí huynh, chúng ta liên thủ, thích tuyên nói, một quyền đánh về phía Lăng Hàn, vô cùng bá mãnh. Hắn không phải ngũ bộ trung kỳ, mà là ngũ bộ hậu kỳ, lại thêm cầm một ký hiệu cấp 6, chiến lực tự nhiên siêu việt Lăng Hàn. Oanh, một quyền này vô cùng kinh khủng, thân hình lang hàn lóe lên, tránh thoát một kích này, thản nhiên nói. Ngũ bộ đánh tam bộ, còn muốn liên thủ, ngươi không biết lễ phép, bản tôn chỉ là muốn giáo huấn ngươi mà thôi. Thích tuyên thờ ơ nói, đạt tới độ cao như hắn đã không để ý người khác nói cái gì. Đương nhiên, lang hàn miệng đặc biệt độc, cái này lại là chuyện khác. Lang hàn lắc đầu, nhìn thấy hai người các ngươi cùng lúc xuất hiện, ta liền đoán được lấy các ngươi vô sỉ khẳng định sẽ liên thủ, nếu không, người tới làm cái gì? Thích tuyên căn bản không để ý tới, lại một quyền oanh kích. Lăng Hàn, sao không dám đón đỡ rồi? Phí vũ cũng bay vụt tới, toàn lực xuất thủ. Người không phải rất ngông cuồng sao? Lăng Hàn cũng có chút im lặng. Hai người các người ngũ bộ liên thủ đánh ta, còn muốn cầu ta trọi cứng. Ân, mặc dù ta đã nghĩ đến các người vô sỉ, nhưng vẫn không ngờ tới sẽ không có giới hạn như thế. Hai đại ngũ bộ thiên tôn đều như không nghe thấy, mặc kệ Lăng Hàn nói cái gì, chỉ cần oanh sát hắn, vậy dĩ nhiên liền an tính. Bất quá, muốn giết ta, các ngươi cho rằng có khả năng sao? lang Hàn từ tốn nói, oanh, đáp lại hắn là hai thiên tôn cuồng bạo công kích. lang Hàn thét dài một tiếng, trước đó sử dụng thiên tôn ký hiệu lập tức ảm đạm đi, thay vào đó là ký hiệu cấp một duy nhất của hắn. Lập tức, chiến lực của hắn lại bão tố hơn 40 lần. Bành bành bành, hắn ba quyền hai chân liền đánh bay phí vô cùng thích tuyên, về mặt lực lượng đã áp chế tuyệt đối. Lần này, phí vũ cùng thích tuyên đều giống như gặp quỷ, hai mắt trừng tròn trịa. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, bọn hắn thật giống như tiểu hài gặp đại nhân, hoàn toàn không có lực lượng địch nổi. Đây là cái thiên tôn ký hiệu gì, lại có thể ra trì lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn hắn đều run giọng nói, chí ít tăng lên 70 lần, không, hẳn là đạt tới 80 lần. Đây là, ký hiệu cấp 1, cặp mắt của hai người tỏa ánh sáng, vừa mừng vừa sợ. Ký hiệu cấp 1, thiên tôn ký hiệu khó được, xuất hiện trên thế gian cũng chỉ có 7 ký hiệu truyền thế, bằng không thì lúc trước Lăng Hàn ở ngoại vực chiến trường đạt được một viên thiên tôn ký hiệu cấp 7 cũng không có khả năng dẫn dắt nhiều thiên tôn tới cửa đòi hỏi. Có thể nghĩ, một viên ký hiệu cấp một kinh người đến cỡ nào, đối với thực lực thiên tôn tăng lên quá lớn, đừng nói ngũ bộ thiên tôn sẽ điên cuồng, dù thất bộ cũng phải đỏ mắt. Người tên tiểu bối này, thật đúng là cho người ta kinh hỉ. Thích tuyên nói, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười. Hắn thấy, cho dù Lăng Hàn có được ký hiệu cấp 1 cũng không đủ để hắn sinh ra sợ hãi, bởi vì hắn cùng phí vũ liên thủ, hoàn toàn có thể ngăn cản được Lăng Hàn, nhiều lắm chỉ là rơi vào hạ phong. Lui một vạn bước tới mà nói, một canh giờ khẳng định ngăn cản được. Hắn cũng không tin, Lăng Hàn còn có thể có thiên tôn ký hiệu cấp một thứ hai. Ồ, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, kinh hỉ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói kinh hãi a à. Ha ha, bản tôn cả đời kinh lịch gió mưa, ngươi ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng, chút trình độ ấy cũng muốn hù bản tôn. Thích tuyên lạnh lùng nói, lộ ra cực kỳ khinh thường. Hắn là cường giả ngũ bộ, người có thể đi đến bước này, cái nào không phải cường giả đỉnh cấp của thế gian. Phí vũ đứng ở một bên, cũng không có thúc giục, lang hàn còn vận chuyển ký hiệu cấp một này, bởi vậy, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ lang hàn tiêu hao năng lượng như thế. Tốt nhất là cứ như vậy kéo đủ một canh giờ, vậy hắn cùng thích tuyên sẽ nhẹ nhõm thu hoạch đầu lăng hàn, đạt được không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu. Lúc này, hắn đang động tư tâm làm sao mới có thể cướp được viên ký hiệu cấp một kia cái này quá chân quý lăng hàn cũng không vội ký hiệu cấp 1 chính là lá bài tẩy của hắn sai thế mà còn dám nói kinh hỉ ha ha hắn sẽ để cho đối phương biết đây tuyệt đối là một kinh hãi là một ác mộng hắn ngừng vận chuyển thiên tôn ký hiệu trong cơ thể muốn tiêu hao hắn ha ha hắn lại không ngốc thích tuyên cùng phí vũ thấy thế đều nhướng mày xem ra chỉ có đánh bước lăng hàn ra hết tuyệt chiêu tiêu tốn viên ký hiệu cấp một này xong, như vậy Lăng Hàn cũng chỉ có mặc cho bọn hắn làm thịt. Lúc đầu hai người đều có tiểu tâm tư, muốn ở Lăng Hàn sau khi chết, bọn hắn làm sao mới có thể đạt được viên ký hiệu cấp một kia, nhưng bây giờ còn không có giải quyết Lăng Hàn, nghĩ những thứ này lại quá sớm. chương 3263, Oanh Sát Phí Vũ Bắt tiểu tử này, tốt, hai người bỏ xuống lục đục với nhau, nhào nhau giết về phía Lăng Hàn, thiên tôn ký hiệu vận chuyển, bí thuật ra hết, không giữ lại chút nào công kích lăng hàn thét dài một tiếng lần nữa vận chuyển viên ký hiệu cấp một kia cùng hai đại cường giả ngũ bộ đối oanh banh 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 lực lượng của hắn vô địch thích tuyên cùng phí vũ ở trước mặt hắn căn bản giống như giấy bị hắn tùy ý đánh bay đá bay rất nhanh liền vết thương trồng chất đổi một đối thủ khác bọn hắn khẳng định đã rút lui dạng không ngừng thụ thương này có khả năng để bọn hắn hao tổn căn cơ ảnh hưởng tương lai xung kích tầng thứ cao hơn nhưng bây giờ bọn hắn không thể lui lăng hàn chỉ là tam bộ hơn nữa, tác dụng của thiên tôn ký hiệu thời gian có hạn, chỉ cần bọn hắn có thể chống lăng hàn một canh giờ, đến lúc đó liền đến phiên bọn hắn phát huy. Bọn hắn mang ý nghĩ như vậy, nên chỉ cắn chặt hàm răng cũng phải liều chết xuống, giá trị của một viên ký hiệu cấp một tuyệt đối đáng để bọn hắn mạo hiểm. Lăng hàn tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn, đáng tiếc, hai người này lại không biết, bọn hắn cũng đã bị lăng hàn nắm mũi dẫn đi. Hai cường giả liều mạng chống đỡ, rốt cục, một canh giờ trôi qua viên ký hiệu trên người lăng hàn cấp tốc ảm đạm phóng năng lượng kết thúc cái này không cách nào lại dùng tiểu tử giờ chết của ngươi đã đến thích tuyên cùng phí vũ đều là lần nữa vận chuyển một viên ký hiệu cấp 6 đến chiến lược cơ hồ không có chịu ảnh hưởng ha 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 bọn hắn rốt cuộc trống đến giờ khắc này lăng hàn cười nhạt một tiếng các ngươi cao hứng qua sớm còn không biết ai mới là con mồi a à. ngươi là muốn nói ngươi còn có át chủ bài gì sao thích tuyên khinh thường nói chẳng lẽ ngươi còn có ký hiệu cấp một thứ hai phí vũ cũng cười mở to hai mắt nhìn xem lang hàn thét dài một tiếng ong 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 trong cơ thể chấp động ra lít nha lít nhít ký hiệu chừng hơn trăm thích tuyên cùng phí vũ giật mình không nghĩ tới lang hàn nắm giữ nhiều thiên tôn ký hiệu như vậy bất quá số lượng nhiều thì có ích lợi gì cũng không phải ký hiệu tổ hợp có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực hư trương thanh bành phí vũ một câu còn chưa nói hết cũng đã bị lang hàn một quyền oanh đến hắn dương quyền ninh tiếp nhưng cánh tay bị cỗ lực lượng này đụng một cái liền nổ tung, dư lực không tan, lập tức đánh ngực hắn ra một lỗ thùng. Nụ cười lạnh trên mặt thích tuyên lập tức im bặt, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào, một quyền liền đánh vỡ phòng ngự của phí vũ, đánh xuyên qua thân thể của hắn. Ngũ bộ hậu kỳ, hay là đỉnh phong, lăng hàn thừa thắng truy kích, lại liên tiếp nổ quyền vung về phía phí vũ. Thích tuyên vội vàng xuất thủ, muốn chế tạo áp lực cho lăng hàn, để phí vũ qua được một hơi. Nhưng mà, lăng hàn căn bản không có quay đầu, chỉ một quyền oanh tới liền đánh bay hắn ra ngoài xương cốt toàn thân run rẩy thật lâu không thể ngừng giống như muốn vỡ nát một bên khác phí vụ áp lực càng lớn lăng hàn đã hoàn toàn kéo gần lại khoảng cách từng quyền ép sát để hắn chỉ có thể đưa tay cách ngăn nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lực lượng của lăng hàn thực sự quá lớn chỉ hai ba quyền mà thôi một cánh tay khác của hắn cũng hóa thành huyết phú hắn cắn răng cưỡng ép thúc đẩy hai cánh tay sinh trưởng ra đến thiên tôn cấp đừng nhìn thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, khí lực cũng vô cùng cứng cỏi, nhưng trên thực tế năng lực tự lành kỳ thật không bằng tiên vương. Vì sao? Bởi vì thiên tôn siêu việt quy tắc, tiên dược căn bản vô hiệu, muốn cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng tứ chi, vậy cũng chỉ có một biện pháp, lấy tinh huyết bản thân đi thúc đẩy sinh trưởng. Tinh huyết hao tổn lớn, thiên tôn cũng đại thương, nghiêm trọng thì cảnh giới rơi xuống cũng không kỳ quái, chớ nói chi còn muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Nhưng phí vũ lại không có cách nào, nếu hắn không thúc đẩy sinh trưởng cánh tay vậy bị đánh nổ liền là thân thể thức hải của hắn nếu người chết như vậy hết thảy đều thành không banh banh bang, cánh tay của hắn không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra lại không ngừng bị đánh bạo cái này nhìn để hắn có thể kéo dài hơi tàn nhưng lực lượng của lăng hàn thực quá kinh khủng đánh nát cánh tay hắn không tính dưới phản chấn để toàn thân hắn cũng nhận lấy ảnh hưởng rất nhanh hắn liền liên tiếp thổ huyết sức phản kháng càng ngày càng yếu lăng hàn thích viên từ đằng xa giết trở lại hắn bị lăng hàn đánh một quyền cho tới bây giờ mới áp chế xuống sôi trào trong cơ thể giết trở lại lăng hàn không để ý tới một quyền so một quyền cuồng bạo bành 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 phí vũ cuối cùng theo không kịp tiết tấu của hắn bị oanh thành bão vụn Cường giả ngũ bộ vẫn lạc thích tuyên đã giết gần tới thấy thế lại không nói hai lời không chút do so dự xoay người liền đi luận chiến lực thông thường thích tuyên tự nhận có thể nghiền ép lăng hàn thế nhưng mà không chịu nổi lăng hàn có được tổ hợp ký hiệu kinh người vậy quá đáng sợ, đủ để cho thực lực của Lăng Hàn tăng lên 200 lần trở lên, hắn là ngũ bộ hậu kỳ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Không thấy phí vũ đã bị Lăng Hàn một quyền đánh nổ thành rác rưởi sao? Hắn lại muốn cậy mạnh đi đối kháng, vậy chỉ có bị Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Không tiêu tốn tổ hợp ký hiệu này của Lăng Hàn, hắn chẳng phải còn lâu mới là đối thủ của Lăng Hàn sao? Chỉ có mời được chỉ ít 3-4 vị ngũ bộ, đối với Lăng Hàn tiến hành xa luân chiến, như vậy, chỉ cần từng cái hao tổn một canh giờ, thực lực của Lăng Hàn sẽ bị đánh về nguyên hình, hắn cũng không tin, Lăng Hàn còn có thể có được bộ tổ hợp ký hiệu thứ hai. Vấn đề là, hiện tại ngạnh kháng Lăng Hàn, vậy coi như là ngũ bộ cũng phải bị oanh thành cặn bã, có ai nguyện ý vì người khác làm cống hiến. Trên đời này không có đồ đần như thế, thích tuyên chạy nhanh, nhưng trong lòng cuồn cuộn vô số ý nghĩ, cuối cùng, hắn quyết định mượn đao giết người. Vô luận là viên ký hiệu cấp 1, hay là ký hiệu tổ hợp càng thêm kinh người kia, hắn đều muốn định. Lăng Hàn cũng không truy kích quá lâu, hiện tại hai người xem như cùng dai, dù có tranh lệch trên thực lực, nhưng một phương muốn đi, một phương khác là căn bản không có khả năng đuổi kịp. Khá đáng tiếc, nhưng Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng, nội tâm của hắn vô địch, mỗi đi qua một ngày hắn sẽ cường đại một chút, hiện tại không sợ thích tuyên, sau này càng sẽ không. chương 3264, Dẫn Hỏa, hắn trước luyện hóa sinh mệnh tinh khí của phí vũ, mặc dù phí vũ tên là phế vật, nhưng một thân sinh mệnh tinh khí tràn đầy tới cực điểm nồng nặc kinh người mặc dù chỉ là một người cũng đã để lăng hàn hiện lên cảm giác ăn quá no nếu lại xử lý thích tuyên hắn nhất định sẽ cực kỳ khó chịu không hổ là ngũ bộ thân thể được bốn loại lực lượng bản nguyên rèn luyện đơn giản chính là siêu cấp đại dược bỏ ra trước thời gian lăng hàn mới luyện hóa sạch sẽ những sinh mạng tinh khí này hắn vươn người đứng dậy cùng nữ hoàng hổ nữ tiếp tục tìm kiếm khoáng mạch mới mỗi qua một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ tiến vào tiên khách cư, cùng chư nữ gặp gỡ, người một nhà đương nhiên phải cùng một chỗ. Mặt khác, Lăng Hàn cũng cố gắng cầy cấy, gia tăng huyết mạch của lão Lăng gia, chỉ là loại chuyện này hắn yêu nghiệt như thế nào cũng không gấp được, mấy vạn ức năm qua đi, bụng của chư nữ vẫn phẳng lì, để hổ nữ kêu to không công bằng. Không nên khi dễ nữ như vậy a. À. nơi này vị diện bao lấy vị diện, mỗi một vị diện đều sẽ nhỏ hơn cái trên một chút, cho dù là vị diện cao cấp cũng có khác biệt. Bởi vậy, trải qua hơn ước năm đào mở, khoáng mạch tầng này cũng rất nhanh bị đào sạch sẽ. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn vị diện thứ năm, xác thực tồn tại vị diện thứ năm, nhưng mà đường đi xuống càng thêm không dễ, vị diện đè ép mãnh liệt, hạt bản nguyên ma sát, va chạm đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ, ngay cả nhị bộ cũng không thể xông vào. Hơn nữa, số lượng khoáng mạch trên vị diện thứ năm càng thêm thưa thớt, bất quá, sản xuất thiên tôn ký hiệu, tỷ lệ đại dược ngược lại cao hơn, ích lợi kỳ thật không thua vị diện thứ tư. Ngay lúc này, Lăng Hàn lại nghe được một tin tức đối với mình cực kỳ bất lợi. Có người nói, trên thân Lăng Hàn có một viên ký hiệu cấp 1, thậm chí còn có toàn bộ ký hiệu cấp 9, sau khi tổ hợp có thể bộc phát ra hơn 200 lần lực lượng. Lăng Hàn nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là thích tuyên dở cho quỷ, hiện tại cũng chỉ có thích tuyên mới biết được đại bí mật này của hắn. Hắn chỉ thoáng tưởng tượng, liền biết thích tuyên đánh ý định gì, ra hỏa này muốn lợi dụng người khác tới tiêu tốn cơ hội sử dụng ký hiệu cấp 1 cùng ký hiệu tổ hợp của hắn, sau đó lại thừa cơ giết ra, chấn sát mình, cướp đoạt thiên tôn ký hiệu. Bàn tính này còn đánh rất tinh, chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, cái này kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Thứ nhất, Lăng Hàn cũng là thực lực ngũ bộ, dù thích tuyên có thể ở mặt chiến lực chiếm ưu thế, lại làm sao ngăn cản hắn chạy trốn. Thứ hai, trên thế giới này còn có lục bộ, nếu như lục bộ xuất thủ, còn có phần của thích tuyên hắn sao? Đương nhiên, Lăng Hàn cũng đau đầu, hắn biết, mình đang đứng trước rất nhiều cường giả truy kích. Quả nhiên, Mấy năm sau, ba người bọn họ tao ngộ một tổ cường giả, không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ, kết quả bị Lăng Hàn nhẹ nhõm chân sát. Chỉ là tứ bộ thế mà cũng dám xuất thủ với hắn. Hiển nhiên, Thích Tuyên chỉ nói Lăng Hàn có được thiên tôn ký hiệu chân quý, lại không có nói thực bẩm báo, kỳ thật chiến lực của Lăng Hàn đã đạt tới ngũ bộ. Thật muốn nói như vậy, tự nhiên ngay cả cường giả ngũ bộ cũng kiêng kỵ, không có khả năng tùy tiện ra tay, đây không phải đang vì người khác làm áo cưới sao. Đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống, càng nhiều thiên tôn tìm tới lăng hàn lăng hàn một tên cường giả ngũ bộ xuất hiện hắn mặc một thân áo bảo đen cả người tản ra hàn ý sâu kín tự mình giao ra thiên tôn ký hiệu miễn cho khỏi chết lăng hàn nhìn bốn phía chỉ một mình ngươi ngũ bộ áo bảo đen không khỏi tức cười chân áp ngươi một tam bộ nho nhỏ chẳng lẽ còn cần mấy ngũ bộ lăng hàn cực kỳ nghiêm túc gật đầu ngươi nói thật đúng là không sai xem ra ngươi là không có ý định trung thực nghe lời Ngũ bộ áo bảo đen xuất thủ, chấn áp về phía Lăng Hàn. Bang, 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 Lăng Hàn vung quyền phản kích, hắn chỉ ra chỉ một ký hiệu cấp 7, lại đủ để áp chế đối phương. Cái gì, ngũ bộ áo bảo đen quá sợ hãi, đây là sự tình hắn hoàn toàn không ngờ tới, một tên tam bộ chẳng những có thể địch nổi hắn, thậm chí còn có thể áp chế hắn. Hắn vội vàng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, chiến lực lập tức tăng vọt, cùng Lăng Hàn liều mạng. Hắn là ngũ bộ trung kỳ chiến lược thông thường còn mạnh hơn lăng hàn một tuyến, mà vận chuyển càng là một viên ký hiệu cấp 6, đối với lực lượng gia trì hiệu quả cũng viễn siêu ký hiệu cấp 7, tự nhiên trong nháy mắt trái lại áp chế lăng hàn. Ngươi cho rằng bản tôn không có thiên tôn ký hiệu cao dai sao? Hắn lạnh lùng nói, lộ ra cực kỳ kiêu ngạo, thật sao, lăng hàn không khỏi lắc đầu, vận chuyển ký hiệu cấp 1. Cùng ta so thiên tôn ký hiệu, ngươi ngốc sao? Ký hiệu cấp 1 ra, ra chỉ hơn 80 lần lực lượng, tự nhiên để cho hắn trái lại chiếm thượng phong. Ngũ bộ áo bảo đen không khỏi im lặng, đúng vậy a, à, hắn chạy tới tìm Lăng Hàn không phải là bởi vì đối phương nắm giữ một viên ký hiệu cấp 1, còn có tổ hợp ký hiệu càng khủng bố hơn sao, hiện tại thế mà cùng người ta so thiên tôn ký hiệu, đây không phải ngốc về đến nhà sao. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại Lăng Hàn đã đáng sợ như vậy, nếu là đối phương lại dùng ra tổ hợp ký hiệu kia thì sao? Mình có thể vẫn lạc hay không? Nghĩ như thế, hắn tự nhiên là manh động thoái ý. Muốn đi, hiện tại đã không kịp, Lăng Hàn lắc đầu, trước đó đối phương muốn chạy tự nhiên nhẹ nhóm, nhưng bây giờ đã bị hắn cuốn lấy, như vậy còn có thể chạy trốn được liền có quỷ. Lăng Hàn không còn khách khí, vận chuyển tổ hợp ký hiệu, lực lượng lần nữa tăng vọt, đạt đến cấp bậc hoàn toàn nghiền ép, ngũ bộ kia căn bản ngăn không được, bị mười mấy quyền oanh bạo. Lượng lớn sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể Lăng Hàn, để hắn lắc đầu, vì sao có người ngốc như thế. Hết lần này tới lần khác chạy tới chịu chết, lại tưởng tượng, cái này cũng bình thường, ai không muốn độc chiếm bảo vật, chỉ là ai có thể nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn sẽ mạnh như thế. Có thể suy ra, dạng này người tuyệt đối sẽ không thiếu, về sau sẽ còn nối liền không dứt chạy tới chịu chết. Quả nhiên, chỉ sau mười mấy ngày, Lăng Hàn lại bị một tên ngũ bộ khác để mắt tới, cũng không nói chuyện, trực tiếp xuất thủ trấn áp, cực kỳ bá đạo. Chương 3265, tái chiến tân khí hổ. Ngũ bộ xác thực có thể ngang ngược như vậy, đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Hàn kết cục của hắn tự nhiên không cần nói chỉ có phần bị giết đánh nhau cùng cấp điều kiện tiên quyết có thể chạy trốn là xem thời cơ nhanh không thể cho đối phương quấn lấy không thì chỉ có bị một kích oanh sát thành cặn bã thời gian không ngừng đi qua tứ bộ ngũ bộ chết ở trong tay lăng hàn cũng nhiều tự nhiên để cho người ta ý thức được không đúng mặc dù lăng hàn có chút phiền nhưng hiện tại sinh mệnh tinh khí của cường giả ngũ bộ giúp đỡ hắn quá lớn mấy ngàn năm liền để tu vi của hắn đến tam bộ trung kỳ đây là tiến cảnh hết sức kinh người, nếu có thể một mực tiến hành như thế, như vậy Lăng Hàn chỉ cần hơn một vạn năm liền có thể đạt tới tam bộ đỉnh phong, đi xung kích tứ bộ, ngay cả đám người lâm u liên, tân khí hổ năm đó cũng không thể so sánh. Nhưng mà, trên đời ở đâu nhiều chuyện tốt như vậy? Lại nói, hết thảy ngũ bộ thiên tôn mới ngàn cái, thật muốn giết toàn bộ cho Lăng Hàn dùng để tăng lên tu vi sao? Sau đó thiên tôn ngũ bộ xuất thủ liền không có đần như vậy, mỗi một cái đều tổ đội, ít thì ba bốn, nhiều thì sáu, bảy người để lăng hàn cũng không thể không sinh ra kiêm kỵ không cảm tử chiến hắn khai thác chiến thuật du đấu một bên chạy vừa hái nguyên thạch mười mấy vạn năm xuống vị diện này lại trống rỗng lăng hàn quyết định tiến về vị diện thứ sáu mặc dù càng xuống dưới càng khó đi nhưng hắn cực hạn là ngũ bộ hẳn còn có thể xuống hai ba tầng vị diện nữa ba người bọn họ xuất phát đi về phía chỗ sâu trong địa tầng hoàn cảnh nơi này càng thêm ác liệt tam bộ cũng khó có thể chịu đựng cũng may nữ hoàng cùng hổ nữ đều có chiến lực tứ bộ, cùng lắm thì tiến vào tiên khách cư, bản thân uy năng của thiên tôn bảo khí lại thêm lăng hàn bảo vệ, chống cự ngũ bộ công kích cũng không thành vấn đề. Mười mấy năm sau, bọn hắn rốt cục đi tới vị diện thứ sáu. Đến lúc này, lăng hàn đã không đi nghĩ vì cái gì vị diện nơi này có thể trồng chất, có lẽ trồng chất là vĩnh viễn chừng mực. Đây là lực lượng to lớn cỡ nào tạo thành, hắn không có khả năng nghĩ ra, thôi được rồi, đi tìm nguyên thạch khoáng mạch đi. Không thể nghi ngờ, vị diện này càng nhỏ hơn, hơn nữa tàn phá lợi hại, rất nhiều nơi có thể trực tiếp nhìn thấy hư không, có năng lượng phong bạo kinh khủng xông ra, có thể tùy tiện chụp chết nhị bộ, nhất định phải tam bộ mới có thể địch nổi. Đây cũng là vì cái gì nói, chỉ có tam bộ mới có tư cách xuyên thẳng qua vị diện. Nhưng mà, tam bộ có thể qua lại vị diện chỉ là yêu cầu thấp nhất, có chút năng lượng phong bạo do 6 loại hạt bản nguyên hỗn tạp thành, tương đương với một tên chuẩn thất bộ đang xuất thủ, cái kia thực đáng sợ, tin tưởng ngay cả lục bộ cũng không dám đi ăn một cái. Càng nguy hiểm hơn chính là, đại địa nơi này quá yếu đuối, ai cũng không biết một khối nào lại đột nhiên vỡ vụt, sau đó dâng trào ra năng lượng phong bạo đáng sợ, sinh sinh rào sát người ta. Ba người lăng hàn cẩn thận từng ly từng tí, dù lăng hàn có được chiến lược ngũ bộ lại như thế nào, ở chỗ này cũng không dám chủ quan. Vị diện này giống như bị đánh sập, trình độ vỡ vụn hết sức kinh người, đoán chừng chỉ còn lại có một phần trăm năm đó. Nhưng vị diện dù sao cũng là vị diện, dù vị diện cấp thấp giống như tiên vực cũng vô cùng to lớn, có lượng lớn địa phương có thể thăm dò. Khoan hãy nói, hoàn cảnh nơi này vô cùng hiểm ác, nhưng sản xuất cũng kinh người, Lăng Hàn mở ra ba cây đại dược hoàng sắc, thậm chí còn đạt được hai ký hiệu cấp 5, giá trị hết sức kinh người. Ngày nào đó, Lăng Hàn đột nhiên dâng lên một cảm giác rung động mãnh liệt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một bóng người xẹt qua ở trên bầu trời, đứng ở trên đỉnh đầu của hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi, người này từ tốn nói, tản ra một cỗ bá khí ngoài ta còn ai. Tân khí hổ, gia hỏa này đúng là âm hồn bất tán. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đang muốn tìm người chiến một trận, người tới vừa vặn. Ha ha ha, cho là mình dảo bước tiến lên tam bộ, liền có tư cách làm cản ở trước mặt ta sao? Tân khí hổ lắc đầu, người còn chưa xứng, kém xa lắm, người chừng nào thì cũng thành miệng pháo, đến, ra tay đi. Lăng Hàn chiến ý ngang nhiên, trận chiến đầu tiên với tân khí hổ là lấy hắn chạy tán loạn kết thúc, để hắn cực kỳ khó chịu. Hừ, Người vẫn không có từ bỏ mau bệnh miệng tiện. Tân khí hổ vỗ một trường, rõ ràng không có sử dụng bất kỳ bí pháp cùng thiên tôn ký hiệu, nhưng một trường này bá đạo tuyệt luân, để cường giả ngũ bộ cũng phải sợ hãi. Đây là chiến lực ngũ bộ đỉnh phong. Hiện tại Lăng Hàn đã có nhận biết trực quan, lập tức đoán được thực lực của tân khí hổ. Hắn không sợ, dương động một viên thiên tôn ký hiệu, chiến lực của mình cũng tăng lên tới ngũ bộ đỉnh phong, sau đó đấm ra một quyền. Bành, cự trưởng cùng nắm đấm va chạm, tạo thành một đoàn năng lượng hình dáng cây nấm, khuếch tán về phía bốn phương tám hướng. Còn tốt, nữ hoàng cùng hổ nữ ngay ở trong tiên khách cư, không cần lo lắng bị cỗ lực lượng này lan đến gần, nếu không lấy tu vi của bọn nàng cũng phải cao mày. Ha ha, dảo bước tiến lên tam bộ, thực lực đại tiến A. Tân khí hổ cười lạnh, hưu, thân hình giết ra, song trưởng như chiến phủ bổ kích, chiêu chiêu ngoan lệ, để lang hàn không thể không toàn lực xuất thủ mới có thể chống đỡ. Không hổ là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, thật sự rất mạnh. Ngay cả ngũ bộ cũng bị lang Hàn chấn sát mấy cái, nhưng tân khí hổ lại lấy tứ bộ chi thân chế trụ Lăng Hàn, hơn nữa còn không có sử dụng thiên tôn ký hiệu, cái chiến lược này thật sự là tiêu chuẩn. Lang Hàn cũng không có cảm thấy không đúng, nếu như tân khí hổ không có thực lực như vậy, làm sao có khả năng để cường giả thất bộ mong đợi. Hắn lấy tu vi tam bộ, lại có thể miễn cưỡng địch nổi tứ bộ thiên kiêu mạnh nhất này, truyền đi tuyệt đối có thể để thanh danh của hắn nhất phi trùng thiên, trực tiếp nghiền ép ba tên vạn cổ đệ nhất thiên kiêu khác độc hưởng vinh hạnh. Xem ra, ta phải động chút thủ đoạn, tân khí hổ rốt cục vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu, lại chỉ là một viên ký hiệu cấp 9, rõ ràng chỉ tăng lên gấp 5 lần lực lượng, lại để hắn lập tức chiếm được thượng phong. Chương 3266, 4 ký hiệu cấp 1. Hai người đều là vô thượng thiên kiêu, thiên phú, kỹ xảo chiến đấu đều không thể bắt bẻ, ở dưới tình huống lực lượng tương đương, bọn hắn tuyệt đối là khó phân cao thấp, bởi vậy, khi tân khí hổ ở lực lượng chiếm cứ thượng phong, hắn tự nhiên là áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn đối kháng mấy chiêu, lại trúng liền mấy trường, đập đến xương cốt toàn thân hắn muốn tan thành từng mảnh, đành phải tăng lực, vận chuyển ra một viên ký hiệu cấp 6, một lần nữa cân bằng lực lượng. Lần này, hai người lại đánh thành ngang tay. Lăng Hàn, lực lượng chân chính của người cuối cùng không bằng ta. Tân khí hổ lạnh lùng nói, đây là thực lực tranh lệch, cũng không phải thiên tôn ký hiệu có thể bù đắp. Thật sao, Lăng Hàn lắc đầu, đã như vậy, sao ngươi lại ngấp nghé thiên tôn ký hiệu trên người ta? Ha ha, giết ngươi làm chủ, thiên tôn ký hiệu chỉ là ban thưởng mà thôi. Tân khí hổ cười to, hắn một lần nữa vận chuyển một viên ký hiệu cấp 8, áp chế lăng hàn. Lăng hàn hừ một tiếng, ký hiệu cấp 5 phát quang. Thế là, tân khí hổ đổi dùng ký hiệu cấp 7. Lăng hàn lại dùng ký hiệu cấp 4, tân khí hổ dùng tới ký hiệu cấp 6, luôn có thể ngăn chặn lăng hàn một đầu. Ngươi không phải có ký hiệu cấp 1 sao, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tân khí hổ từ tốn nói, hắn cực kỳ ngạo nghễ, lộ ra vô cùng tự tin. Như ngươi mong muốn, lang hàn cuối cùng vận chuyển viên ký hiệu cấp một kia, oanh, lực lượng của hắn lập tức đột phá chân trời, đại địa bốn phía sụp đổ, đây là một vị diện vỡ vụn, hơn nữa đã sớm tử vong, không có sức áp chế chút nào, làm sao gánh được ngũ bộ tàn phá bừa bãi. Hai người đánh một hồi, nói không chừng toàn bộ vị diện sẽ bị phá hủy. Nhưng hiện tại Lăng Hàn không lo được nhiều, hắn hoàn toàn bị kích phát chiến ý chỉ cầu oanh oanh liệt liệt chiến một trận quả nhiên tân khí hổ gật gật đầu hai tay của hắn đột nhiên nắm lại oanh nắm tay phải phát sáng có một ký hiệu mơ hồ dương động tản mát ra khí thức vô cùng kinh người bành hai người đối oanh một quyền đồng thời bị đánh bay ra ngoài thế mà cân sức ngang tài ánh mắt lăng hàn siết chặt lực lượng chân chính của hắn kém tân khí hổ ba mươi mấy lần hiện tại hắn vận chuyển ký hiệu cấp một lại chỉ cùng đối phương đánh ngang tay nói rõ tân khí hổ dùng chính là ký hiệu cấp 4, đánh ở đâu ra, tự mình tìm hiểu ra, hay là lão tử của hắn cho. Oanh, 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 hai người đều cuốn lên lực lượng đáng sợ, tiến hành va chạm kịch liệt, vị diện này vốn vô cùng tàn phá, lại bị hai người tàn phá bừa bãi như thế, tự nhiên càng thêm rách nát không chịu nổi. Từng khối đại địa lún xuống, có hóa thành hỗn độn, có thì dâng trào ra phong bạo đáng sợ, như trụ lớn phóng lên tận trời. Cái thanh thế này quá lớn, người ở thật xa cũng bị hấp dẫn tới, Chứng kiến thiên kiêu chi tranh mạnh nhất này. Đây không phải Tân khí hổ sao? Đối thủ của hắn, trời, lại là một tam bộ, nắm giữ ưu thế một cảnh giới, Tân khí hổ lại không thể ngăn chặn đối thủ. Từ trước đến nay chỉ có hắn nghịch cảnh giới chiến thắng đối thủ, như thế nào bây giờ lại? Người này là Lăng Hàn, truyền thuyết hắn có được ký hiệu cấp 1, không sai, hiện tại hắn vận chuyển tuyệt đối chính là ký hiệu cấp 1, dù bản tôn là tứ bộ, lại như cô có loại bị áp chế khó chịu rất nhiều thiên tôn đều sợ hãi thán phục, Lăng Hàn đây là muốn nghịch thiên, ngay cả vạn cổ đệ nhất thiên kiêu ở dưới tình huống cảnh giới chiếm ưu cũng không thể thắng, không có chút hồi hộp nào, hắn muốn đăng đỉnh bảo tọa đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Có ít người vui sướng, đối kháng cuồng loạn đang cần dạng thiên kiêu này, có ít người thì cười lạnh, bọn hắn ngấp nghé thiên tôn ký hiệu trên người Lăng Hàn, càng đánh suy nghĩ bản thân Lăng Hàn, muốn thu được bí mật hắn cường đại như thế. Lăng Hàn lại quên hết thảy, chỉ muốn đại chiến một trận, phát huy toàn bộ năng lực của mình ra. Không tệ, không tệ, rất mạnh, tân khí hổ cười nói. Thế nhưng mà, nếu như thực lực của ngươi vẻn vẹn như thế, cái kia cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ông, hắn đổi một thiên tôn ký hiệu, chiến lực chẳng những không rơi xuống, ngược lại nâng cao một bước. Ký hiệu cấp 3, lang Hàn lập tức bị áp chế, đây chính là kém mười mấy lần lực lượng, hắn không thể địch nổi. Cái này tự nhiên để cho đám người kinh hô, nguyên lai tân khí hổ thế mà còn giấu nghề, còn có ký hiệu cấp 3 không có sử dụng. Lần này Lăng Hàn hẳn là vô kế khả thi, hắn đã dùng ra ký hiệu cấp 1, còn có thiên tôn ký hiệu nghiêu bức hơn sao. Lăng Hàn khổ chống đỡ, mặc dù hắn về mặt lực lượng rơi vào hạ phong, nhưng mười mấy lần lực lượng tranh lệch chỉ có thể áp chế hắn, còn không cách nào chân chính đánh bại hắn. Tính cách cứng cỏi giống như hắn, há có đạo lý dễ dàng bỏ chiến như thế. Tính bền dẻo đáng khen, bất quá, người cuối cùng chỉ là tam bộ mà thôi. Tân khí hổ cười lạnh, hắn vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, lần này, một cỗ khí thức siêu việt vạn cổ lưu chuyển, để hắn giống như hóa thân thành một chiến thần. Bang, chỉ một quyền, Lăng Hàn liền bị hắn đánh bay ra ngoài, lại không phải một kích chi địch. Ký hiệu cấp 1, Lăng Hàn lau đi máu tươi ở khóe miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt không tin tưởng tân khí hổ có thể tự hành tu ra ký hiệu cấp 1, đây là tân phó tặng cho hắn, thất bộ thiên tôn có thể nắm giữ ký hiệu cấp 1 cũng không kỳ quái, vấn đề mấu chốt là nắm giữ mấy cái. Tân khí hổ cũng không có thừa thắng truy kích, chỉ chắp hai tay sau lưng. Như thế nào, chẳng ra sao cả, chiến ý của Lăng Hàn đã hoàn toàn sôi trào, oanh, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt, ký hiệu cấp 9 toàn bộ thắp sáng, tạo thành một bộ ký hiệu tổ hợp, trong nháy mắt liền để chiến lực của hắn tăng vọt hơn 200 lần. Hắn thét dài một tiếng, đánh về phía tân khí hổ. Không phải chỉ có người mới có được tổ hợp ký hiệu. Tân khí hổ cười lạnh, lại có ba ký hiệu ở phía sau hắn chấp động, Chiến lược của hắn cũng bắt đầu tăng mạnh. Bành, hắn cùng Lăng Hàn đối oanh một cái, thế mà không hề rơi xuống hạ phong. Cái gì? Lúc này Lăng Hàn thật sự là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tân khí hổ chỉ dùng 4 ký hiệu liền có thể đối kháng hắn. Đây cũng là tổ hợp ký hiệu, nhưng chỉ bốn cái mà thôi, liền có thể chống lại hắn. Chương 3267, nhiệm vụ. Bốn cái này đều là ký hiệu cấp 1, hơn nữa liền nhau, mới có thể lẫn nhau cộng minh, phát huy ra 200 lần lực lượng không kém toàn bộ ký hiệu cấp 9 tổ hợp chút nào. Bốn cái ký hiệu cấp 1, đây chính là nội tình của thất bộ sao. Lăng Hàn dâng lên một cảm giác bất lực, nhưng lập tức lại kiên định tín niệm, không nên quên, hắn còn thấp hơn tân khí hổ một cảnh giới. Nếu hai người chân chính đến đánh nhau cùng cấp, quản ngươi dùng ra mấy ký hiệu cấp 1, hắn đều có thể dốc hết sức chân áp. Lăng Hàn, như thế nào? Tân khí hổ cười nhạt nói, ung dung không vội, hắn nắm giữ chủ động, khống chế lấy chiến cuộc, tự nhiên như mèo hí chuột, lăng hàn cười ha ha chẳng ra sao cả đợi ta rảo bước tiến lên tứ bộ lại đến chém đầu chó của ngươi hư ngươi còn có một ngày này sao tân khí hổ từng bước ép sát không chơi với ngươi lăng hàn trực tiếp đầu nhập vào trong hư không cái này với hắn mà nói chính là một vùng biển rộng có thể để hắn tự do rong ruổi tân khí hổ không có truy kích ngoại trừ loại biến thái như lăng hàn bất kỳ người nào không có vị diện hải đăng chỉ dẫn đều như con ruồi không đầu sẽ chỉ lạc mất phương hướng hư không là lĩnh vực thuộc về cuồng loạn, ai cũng không dám tùy tiện bước vào, dù là hắn có được chiến lực ngũ bộ cũng không dám làm loạn, không phải lục bộ không thể địch nổi, cái này vẫn là chủ thân của cuồng loạn bị mấy vị thất bộ kiềm chế, nếu không lục bộ cũng phải gặp nạn. Hắn ngừng chân, khóe miệng hiện lên nụ cười kỳ quái. Tân khí hổ đứng ở đó, trên người hắn chỉ ít có bốn ký hiệu cấp 1, nhưng không có người nào dám ra tay cướp đoạt. Đây chính là một cường giả siêu cấp có được chiến lược ngũ bộ đỉnh phong, có thể nói, lục bộ không ra căn bản không người nào có thể chấn áp, hơn nữa, lão tử của người ta càng là một vị thất bộ trí tôn, nếu ai dám động tân khí hổ, không sợ tân phó quên đi tất cả, tìm tới cửa sao. Thất bộ trị uy, ai có thể không sợ, lang hàn tiến vào hư không, chỉ đơn giản gãy một chỗ ngoặt, liền trở về vị diện này. Hắn ngồi xếp bằng, tiêu hóa lấy kinh nghiệm cùng tân khí hổ chiến một trận kia. Cùng dạng thiên kiêu này đối chiến, hắn vẫn thu hoạch rất nhiều, không chỉ tu vi tăng lên, còn có kỹ xảo chiến đấu. Lần này Bế Quan, hắn dùng thời gian 3 năm, cái này còn là bởi vì tư duy là có thể gia tốc, nếu không cần thời gian sẽ dài hơn nhiều. Giống như có cái gì đó không thích hợp, hắn thì thào, nhưng lại nghĩ không ra là ở chỗ nào, liền lắc đầu, không còn quan tâm vấn đề này. Hắn đang muốn hành động, lại mãnh bắt được một tín hiệu đặc thù. Mông Đông, hắn cuối cùng xuất hiện, trước đó Mông Đông hẹn hắn, khi hắn bắt được tín hiệu này, chính là đối phương muốn gặp hắn. Loại tín hiệu này chỉ có loại người đặc thù như bọn hắn mới có thể vận dụng, hơn nữa cũng chỉ có bọn hắn mới có thể bắt giữ, là một loại phương thức liên lạc vô cùng an toàn, ổn thỏa. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có ở thời điểm khoảng cách tương đối gần mới có thể dùng đến, dù bọn hắn đều là thiên tôn. Đây là vì chiếu cố tính an toàn, tất nhiên phải hy sinh một cái giá lớn. Bất quá, mặc dù song phương phát ra tín hiệu giống nhau, nhưng vẫn có một chút xíu khác nhau, sẽ kèm theo ý niệm đặc hữu trên mỗi người, hoàn toàn có thể phân chia là ai phát ra tín hiệu này. Nếu không như thế, Lăng Hàn đã sớm xử lý mông đông, lợi dụng tín hiệu này câu ra tất cả dư nghiệt của cuồng loạn, gặp một cái giết một cái, rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề lớn này. Chỉ một hồi, mông đông liền bay tới, tiểu đệ, đã lâu không gặp, người thật là biết chạy, nếu không phải mấy năm trước nhìn thấy người đánh với tân khí hổ một trận, ta còn không biết đi đâu tìm ngươi. Hắn nói, Lăng Hàn thừa cơ nói, ta lại không biết đại bản doanh của chúng ta ở nơi nào, dù có việc muốn tìm ngươi cũng không chỗ có thể đi. Mông đông cười ha ha, không cần phải gấp gáp, hiện tại đang có một nhiệm vụ muốn ngươi hoàn thành. Đây là một khảo nghiệm của bản chủ đối với ngươi, chỉ cần ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể chân chính được tiếp nhận. Trong lòng lăng hàn giật mình, cuồng loạn thế mà vẫn chưa yên tâm mình. Mình chỗ nào lộ ra sơ hở, thế mà bị đề phòng. Lại tưởng tượng, lăng hàn cũng thoải mái, những người khác vừa vào thiên tôn liền thức tỉnh, chỉ có hắn đến nhị bộ vẫn bình thường, nếu không phải cuồng loạn xuất thủ cưỡng ép để hắn thấy được một màn kia hắn còn không biết mình kỳ thật cùng cuồng loạn có liên hệ rất sâu dù như thế hắn vẫn không có phản bội dựa vào cái gì cuồng loạn sẽ tín nhiệm hắn đây chính là một lão hồ ly không biết sống bao lâu làm sao có thể dễ dàng tin người hắn cố ý lộ ra vẻ tức giận các ngươi thế mà còn chưa tin ta mông đông vội vàng khoát khoát tay tiểu đệ đây cũng là vì cẩn thận dù sao chúng ta làm là đại sự kinh thiên động địa a Lăng Hàn cũng chỉ cố ý phàn nàn một chút, đây mới là phản ứng bình thường. Hắn nói, tốt, nhiệm vụ lần này là cái gì? Mông Đông lắc đầu, nơi này không tiện nói tỉ mỉ, người đi theo ta. Gia hỏa này vẫn rất cẩn thận, Lăng Hàn không có phản đối, đi theo hắn. Bọn hắn đi vài ngày, đi tới một nguyên thạch khoáng mạch vứt bỏ, khắp nơi là thạch bị cắt đi, được Mông Đông tạo dựng thành một trận pháp đơn giản, có thể hoàn toàn ngăn cách thần thức của Thiên Tôn. Thiên Tôn thạch vốn có tác dụng như vậy lại lấy trận pháp bố trí, tự nhiên càng thêm bảo hiểm. Chờ mấy ngày, Mông Đông nói, Lăng Hàn không hỏi, chỉ ngồi xếp bằng. Qua vài ngày, chỉ thấy một tên nam tử đột nhiên xuất hiện. Giới thiệu một chút, vị này là Ba Đa huynh đệ. Mông Đông chỉ vào nam tử này nói, sau đó chỉ chỉ Lăng Hàn. Đây chính là Lăng Hàn, Lang huynh đệ, được nghe đại danh của ngươi đã rất lâu rồi, lúc nào đến luận bàn một chút a. Ba Đa nói, khắp khuôn mặt tất cả đều là chiến ý. Đây là tam bộ thiên tôn, có thể được cuồng loạn chọn chúng, hoặc là nói nhận lấy ý chí của cuồng loạn ảnh hưởng, thực lực của hắn hẳn cực kỳ cường đại, không kém đám người mông đông. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tốt, đánh nhau cùng cấp, hắn sợ ai đến. Mông đông vội vàng ngăn cản hai người khai chiến, cười nói. Luận bàn không vội, đều là huynh đệ nhà mình, có rất nhiều cơ hội, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ của bản chủ quan trọng hơn. Lúc này ba đa mới ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn Lăng Hàn y nguyên tràn đầy khiêu khích chương 3268, đánh cháo một lang Hàn đương nhiên sẽ không sợ, đồng dạng lấy ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn đối phương, chỉ cần đối phương dám ra tay, hắn khẳng định một quyền đánh ngã đối phương. Nhiệm vụ lần này là đưa thứ này vào hạch tâm của viêm xương vị diện. Mông đông cuối cùng nói ra nội dung cụ thể của nhiệm vụ, hắn lấy ra một đồ vật, là một hình cầu, phía trên lưu chuyển ánh sáng màu đen lộng lẫy, tản ra khí thức vô cùng tà ác. Ánh mắt lang hàn siết chặt, đây là vật gì, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ không nên hỏi đừng hỏi ba đa lập tức quát ai 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 mông đông vội vàng khoát tay đều là người trong nhà có cái gì không thể hỏi hắn cười ha ha đây là đồ vật bản chủ luyện chế đối với hạch tâm vị diện có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt hắn nhìn lăng hàn một chút tiếp tục nói chỉ cần quăng thứ này vào hạch tâm của viêm xương vị diện sẽ suy yếu lực lượng của vị diện này để bản chủ ở trên vị diện va chạm chiếm được thượng phong trong lòng lăng hàn giật mình một chiêu này thật đúng là độc vị diện hạch tâm là trái tim của một vị diện chỉ cần ăn mòn nó vậy sẽ suy yếu lực lượng của vị diện cực lớn đương nhiên muốn làm đến điểm ấy cũng vô cùng khó khăn nhất là đối với vị diện siêu cấp như viêm xương vị diện cường giả lục bộ ngạnh kháng cũng chỉ có hôi phi yên diệt thứ này thật có thể có hiệu quả sao lang hàn không biết đây có phải là cuồng loạn cố ý thử thăm dò hắn hay không có lẽ căn bản không có hiệu quả như mông đông nói nhưng vạn nhất là thật thì sao lang hàn do dự nên trực tiếp xuất thủ bắt đám người mông đông hóa giải âm mưu nhằm vào viêm xương vị diện này hay tiếp tục lá mặt lá trái làm thám tử tìm ra toàn bộ ám thủ của cuồng loạn xuất thủ bắt người dễ dàng nhưng từ đây hắn cũng xé rách đường dây này hơn nữa nếu cái này thật là nhằm vào hắn thăm dò cũng được vạn nhất vật này thật có hiệu quả như vậy dù cho hắn hóa giải lần này lần sau cuồng loạn còn có thể đến lần thứ hai lần thứ ba có rất nhiều nhân thủ có thể dùng nghĩ tới đây lăng hàn gật gật đầu minh bạch tốt đại sự này liền giao cho các ngươi. Mông Đông gật gật đầu, cầm vật trong tay giao cho Ba Đa. Chuyến này, lấy Ba Đa cầm đầu, Ba Đa lộ ra một tia đắc ý, xem đi, hắn mới càng được bản chủ tín nhiệm. Trong lòng Lăng Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì nhìn biểu lộ của Ba Đa, hiển nhiên đối phương là toàn tâm toàn ý đang vì cuồng loạn làm việc, thậm chí có một loại cảm giác vinh quang. Đều là thiên tôn, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thiên tôn, cao cao tại thượng, vốn đã vượt ra hết thảy, nhưng ba đa lại nóng lòng vì cuồng loạn làm việc thậm chí còn bởi vậy tranh giành cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ân có chút giống như mấy con trai tranh thủ tình cảm lấy niềm vui của lão tử tốt trước cầu chúc các ngươi thành công ta sẽ bày xuống tiệc ăn mừng cho các ngươi chờ các ngươi trở lại mông đông cười nói đi thôi thiên tài ba đa nói với lăng hàn lăng hàn cất bước mà đi thời điểm tới gần ba đa đột nhiên vung một quyền bành ba đa thứ nhất không ngờ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ Thứ hai thực lực của Lăng Hàn mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn đâu có thể nào né tránh được. Hắn trực tiếp ngã quỵ, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời đúng là bò cũng bò không nổi. Lăng Hàn ngược lại không có thừa thắng truy kích, mà thản nhiên nói: "Chú ý ngôn từ một chút, nếu không phải bản chủ quan hệ, ta đã giết ngươi." Lúc đầu Mông Đông muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn không truy kích, hơn nữa Ba Đa cũng chỉ là bị đánh ngã, hắn liền bỏ đi ý xuất thủ, nói: "Lăng Hàn, đều là người một nhà." không nên tổn thương hỏa khí lăng hàn cười ha ha chỉ cần không có tiện nhân ta sẽ không hùng hổ dọa người ba đa cuối cùng lấy lại sức hắn bỏ lên nghe được lời này của lăng hàn lập tức giận dữ đây không phải ở trước mặt mắng hắn là tiện nhân sao được rồi được rồi mông nhạc kịp thời ngăn cản lên đường đi không nên hỏng đại sự của bản chủ khóe miệng của ba đa có chút run rẩy nhưng cuối cùng không nói gì thêm mà quay người đi lăng hàn không quan trọng đuổi theo thẳng đến thân hình của hai người biến mất, mông đông mới nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Tiểu đệ, người đến cùng có quỷ hay không, lần này hẳn là có thể thăm dò ra được. Lăng Hàn đi theo ba đa, không vội không chậm, kỳ thật để hắn đi đường, có thể nhanh chóng xuyên qua hư không, bởi vì lực lượng trong cơ thể hắn chiếu dọi chư thiên vị diệt, có thể ở trong trong hư không tiến hành nhảy vọt, không giống ba đa, chỉ có thể chiếu dọi viêm xương vị diệt, nhất định phải nhắm một phương hướng tiến lên hư không là một không gian vô cùng phức tạp ở giữa hai điểm tuyệt không phải thẳng tắp là ngắn nhất chu hằng hẳn là đang ở viêm xương vị diện chờ bọn hắn lăng hàn thầm nói trước đó một tay rút lật ba đa cũng không phải ra ngụm ác khí đơn giản như vậy mà còn thừa cơ đánh ra một đạo lực lượng vị diện ngừng tụ thành một phân thân chỉ là một mực tiềm phục ở dưới chân ba đa nơi này có lượng lớn thạch bì có thể ngăn cách thần thức của thiên tôn chỉ cần phân thân không chủ động lộ ra ngoài mông đông ba đa căn bản không có khả năng nhìn ra đầu mối. Chờ mông đông cũng rời đi, phân thân liền lập tức đi tìm Chu Hằng, nói tình huống hiện tại một lần. Lấy thực lực của lục bộ, muốn đuổi kịp bọn hắn tuyệt không phải việc khó. Lang Hàn không phải là không thể giải quyết ba đa, nhưng muốn ở dưới tình huống ba đa không phản ứng chút nào liền mất đi ý thức, vậy hắn tuyệt không có thực lực như vậy. Trong hư không xuyên qua mấy ngàn năm, bọn hắn rốt cục phá vỡ bình chướng vị diện, bọn hắn tiến vào mục đích, viêm xương vị diện. Oanh, năng lượng hư không mãnh liệt mà ra, nhưng lực lượng vị diện lập tức tiến hành chữa trị, cắt đứt hư không phong bạo, mà cái này tạo thành xung kích to lớn, để thân hình của Lăng Hàn cùng ba đa run lên, có một loại cảm giác thân thể bị bóp méo. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung đánh tới, ba đa ngay cả phản ứng cũng không có, đã hôn mê bất tỉnh. Hưu, bóng người lóe lên, Chu Hằng xuất hiện, Lăng Hàn không ngạc nhiên chút nào, bởi vì đây vốn chính là phân thân của hắn cáo chi Chu Hằng ở chỗ này tiến hành phục kích chương 3269, đánh cháo hai Đổi một thiên tôn khác là tuyệt không có khả năng làm được, chỉ có lăng hàn, trong cơ thể chiếu dọi lực lượng vị diện, mới có thể tinh chuẩn tính ra như vậy. Hơn nữa, cũng chỉ có dạng cường giả như Chu Hằng xuất thủ, mới có thể để cho ba đa một chút phản ứng cũng không có, bởi vì đây cũng không phải là muốn giết hắn đơn giản như vậy. Lăng hàn từ trên người ba đa lấy ra hình cầu màu đen, giao cho Chu Hằng. Thân hình hắn lắc một cái, thu hồi lực lượng vị diện của mình, Chu Hằng tiếp nhận hình cầu, cẩn thận cảm ứng, một lúc sau, hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị. Trong này quả nhiên có lực lượng của cuồng loạn, có tác dụng ăn mòn cực lớn, nếu quả thật ném vào hạch tâm vị diện, vậy sẽ nghiêm trọng suy yếu viêm xương vị diện. Tiền bối có thể phỏng chế sao? Lang Hàn hỏi, hắn cũng không muốn cứ như vậy lộ ra thân phận, bởi vậy biện pháp tốt nhất là đánh cháo, quăng vật giả vào hạch tâm vị diệt, như vậy hắn còn có thể lưu ở trong đám người mông đông, Điều tra thân phận những người khác cũng không trợ trụ vi ngược làm viêm xương vị diện suy yếu. Chu Hằng lắc đầu, đây là lực lượng của cuồng loạn, ta cũng không cách nào. Ngay thời điểm Lăng Hàn thất vọng, hắn lại nói, "Bất quá, ta lập tức đi ngoại vực chiến trường một chuyến, xin sư tôn xuất thủ, hẳn có thể hóa giải tác dụng ăn mòn trong đó." Hắn là phái thực tiến, lập tức tiến đến ngoại vực chiến trường. Lăng Hàn thì đặt mông ngồi ở trên người Ba Đa, lấy lực lượng bản thân tiến hành chấn áp nếu không cũng không thể để cho ba đa thụ thương, lại muốn hắn bảo trì hôn mê, cái này làm sao có thể. Còn tốt, chỉ hơn một tháng mà thôi, Chu Hằng cũng đã trở về. Hắn đưa viên hắc cầu kia cho Lăng Hàn, vấn đề đã giải quyết, Lăng Hàn gật gật đầu, thả hắc cầu lại trên người ba đa, sau đó xé mở không gian, lần nữa tiến vào hư không. Hắn đoán chắc vị trí, lần nữa xé mở hư không, hưu, hai người bay ra, lực lượng vị diện chặt đứt hư không phong bạo, đưa tới rung động dữ dội. Ba Đa lập tức tỉnh lại, ý thức của hắn còn ở một tháng trước đó, rất tự nhiên bước một bước về phía trước, vững vàng rơi xuống. Lăng Hàn chậm hơn hắn một bước, đồng dạng một cước nhảy ra. Ba Đa không có một tia hoài nghi, lục bộ tự mình xuất thủ, vì chính là bảo đảm để hắn không phát giác gì. Hắn nhanh chân mà đi, đi về phía vị diện hạch tâm. Chỉ sau mười mấy ngày, bọn hắn liền đi tới nơi trọng yếu của vị diện. Cái này kỳ thật vẫn cách tương đương xa, không có khả năng chân chính tiếp cận, đây chính là hạch tâm của vị diện siêu cấp, ngay cả lục bộ cũng bị chấn sát, huống chi chỉ là tam bộ. Ba đa lấy ra hắc cầu, nhìn Lăng Hàn nói, ta sắp ném đi, Lăng Hàn nhướng mày, đừng nói nhảm, muốn ăn đòn sao. Ba đa giận dữ, lại cưỡng ép đè xuống, tay phải dương lên, hưu, hắc cầu liền bay về phía hạch tâm vị diện. Bành, hắc cầu này căn bản không có khả năng tới gần, lập tức liền bị hạch tâm vị diện chấn vỡ, nhưng trong đó lại có khí thức màu đen dương động, hóa thành vô số xúc tu lực lượng vị diện vô cùng kinh khủng, xem như vị diện cực thấp chỉ có thể dựng dục ra nhất bộ thiên tôn, vậy ít nhất cũng phải nhị bộ mới có thể đánh nổ hạch tâm vị diện. Lúc trước dị vực xâm lấn tiên vực, chính là vì lực lượng vị diện ngăn lại, thiên tôn cũng không thể xâm nhập, chỉ có thể dựa vào bản thân dị vực áp chế, tiến hành vị diện chiến tranh. Hiện tại viêm xương vị diện là tồn tại cực kỳ cao cấp, lục bộ đi lên cũng chỉ có hôi phi yên diệt, mặc dù thất bộ bất tử bất diệt, nhưng lực lượng lại có hạn mức cao nhất, đồng dạng không cách nào xâm nhập hạch tâm nhưng mà lần này lại là thủ bút của cuồng loạn vô số hắc khí mở ra từng xúc tu bao vây về phía hạch tâm vị diện hắc khí kia không cách nào ngăn cản cũng không cách nào bị phá hủy cực kỳ khó chơi đây chính là cuồng loạn tồn tại nguy hiểm nhất trên trời dưới đất từ xưa đến nay hắc khí chậm chạp hạ xuống lại cực kỳ ổn định cuối cùng hoàn toàn che ở trên hạch tâm vị diện sau đó không ngừng đi vào lập tức hạch tâm vị diện run rẩy dữ dội Bành bành bành, có từng đạo năng lượng cuồng bạo từ trong đó bắn ra, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn biến sắc, cái này có thể tùy tiện giết chết ngũ bộ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Ba Đa cũng không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng đi theo Lăng Hàn rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu lại ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Hưu, hưu, hai người bay ra, Ba Đa lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Ta sẽ tìm ngươi chiến một trận, vậy không bằng hiện tại đi ta bảo đảm để ngươi tâm phục khẩu phục. Lăng Hàn tùy ý nói, trong mắt hắn ba đa này chỉ là vung ra một quyền liền có thể giải quyết. Hừ, ba đa không có trả lời, hơi nghiêng người, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Lăng Hàn đứng yên, lần này xem như hoàn thành nhiệm vụ của cuồng loạt, giao cho nhập đội, tiếp xuống hẳn có thể đạt được đám người mông đông tiếp nhận, từ đó đảo ra tất cả nội ứng, bắt tới xử lý từng cái. Nhanh lên nhanh lên, hắn cũng không muốn ở loại chuyện này lãng phí thời gian, ảnh hưởng hắn tu luyện hắn quay lại viễn cổ vị diện tìm được nữ hoàng cùng hổ nữ tiếp tục hành trình dò xét đá của bọn hắn nơi này thu hoạch rất lớn nhưng bây giờ không có thế lực nào đi mở nguyên thạch phường bởi vì chi phí mở đào quá cao cần tam bộ thiên tôn tự mình xuất thủ cho nên đều trực tiếp khai thác mở đá cái này khiến lăng hàn thiếu một con đường thu hoạch đồ tốt nhưng nơi này cũng không có nguyên thạch đại sư nào có thể tiến vào chỉ có hắn độc nhất người khác là đào loạn hắn lại có mục đích có tính lựa chọn thu hoạch y nguyên vượt xa những người khác. Lại nói, hiện tại hắn có chiến lực ngũ bộ, tổ hợp ký hiệu phát huy, thậm chí có thể áp chế phần lớn cường giả ngũ bộ, tự nhiên để hắn ở trong tranh đoạt có ưu thế cực lớn. Thiên tôn ký hiệu trong tay hắn càng ngày càng nhiều, mà bắt đầu từ nơi này, thiên tôn ký hiệu căn bản là cấp 8. Có thể kiếm ra một bộ tổ hợp ký hiệu khác, hoàn chỉnh ký hiệu cấp 8 hay không? Đào hết tầng nguyên thạch này, ba người lăng hàn bước về phía vị diện thứ bảy. Nhưng mà, ngay cả tam bộ cũng không có khả năng thông qua nơi này, hạt bản nguyên ma sát thiêu đốt hình thành hỏa diễm có thể tùy tiện đốt tam bộ thành cho bụi, ngay cả tứ bộ cũng phải toàn lực đối kháng mới được. chương 3270, hoàn thành, nữ hoàng cùng hổ nữ đều cực kỳ miễn cưỡng, mới dựa vào lực lượng bản thân xuyên qua tầng vị diện thứ 6, tiến vào vị diện thứ 7. Đến nơi này, người tự nhiên càng ít, mà vị diện này cũng càng nhỏ hơn, càng thêm tàn phá, nếu như tầng 6 còn thừa lại 1%, vậy trong này nhiều lắm chỉ thừa một phần ngàn. Lăng Hàn cực kỳ cẩn thận, hiện tại người chú ý hắn rất nhiều, chỉ cần mấy ngũ bộ liên thủ liền có thể để hắn cực kỳ không dễ chịu, huống chi còn có lục bộ, đây là hiện tại hắn tuyệt đối không thể địch nổi, thậm chí chỉ có bị miểu sát. Sau mấy vạn năm, vị diện này lần nữa bị đào móc trống không. Thế là, chiến trường lại chuyển rời đến vị diện thứ 8. Nơi này, chỉ có ngũ bộ mới có thể thông qua. Dù ở trong tiên khách cư cũng không an toàn, Lăng Hàn liền để nữ hoàng cùng hổ nữ mang theo, hai nữ trực tiếp về vị diện thứ nhất, còn hắn thì xâm nhập vị diện thứ tám, đây cũng là vị diện cuối cùng hắn có thể thăm dò. Bởi vì ít nhất phải là ngũ bộ mới có thể tiến nhập nơi này, số lượng thiên tôn lập tức giảm mạnh đến khoảng một nghìn tên, dù vị diện này bị tàn phá lớn đến kinh người, nhưng mỗi một thiên tôn đều thu hoạch rất nhiều. Bảy ngàn năm sau, Lang Hàn quyết định trở về, bởi vì có thể thăm dò đều thăm dò qua, mà hắn cũng thử đi vị diện kế tiếp, lại hoàn toàn làm không được, nơi đó hỏa diễm có thể miểu sát ngũ bộ, không đáng bốc lên dạng đại hiểm này. Hắn trở về đến vị diện thứ nhất, cùng các nàng nữ hoàng gặp gỡ, sau đó chờ đợi tin tức của đám người Chu Hằng. Lại ba ngàn năm sau, ba người Chu Hằng trở về. Lăng Hàn đi tìm hiểu tình huống một chút, biết được ngay cả lục bộ cũng chỉ có thể dừng bước ở vị diện thứ 9, vị diện thứ 10 phải là thất bộ mới có thể thăm dò, mà ai cũng không biết vị diện thứ 10 có phải cuối cùng hay không. Có lẽ còn có tầng thứ 11, 101. Nhiều đến tột đỉnh, các thất bộ đại năng đã có chút suy đoán, nhưng bây giờ đang đối kháng chủ thể của cuồng loạn, không cách nào rút thân ra, tự mình nhìn một cái, cho nên không cách nào chứng thực loại suy đoán kia là chính xác. Sở hạo nói, chúng ta cũng nên quay về rồi. Viễn cổ vị diện này giá trị ngay ở nguyên thạch, mà nguyên thạch khai thác xong, còn lưu ở nơi này làm cái gì? Ừm, chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải trở về. Chu Hằng gật đầu nói, tất cả mọi người cần chuẩn bị một chút, trên tầng vị diện thứ nhất là tới rất nhiều người, bao quát thiên vương, thăng nguyên cảnh. Bọn hắn cần thiên tôn ra tay trợ giúp xuyên qua hư không. Lăng Hàn chuẩn bị bế quan, những năm này hắn đạt được rất nhiều ký hiệu cấp 8, mặc dù còn không có hình thành danh sách hoàn chỉnh, lại đạt đến 3 tổ hợp ký hiệu cực lớn, một cái có 32 viên, một cái có 36 viên, một cái khác thì 40 viên. Cái này cộng lại là 108 viên, vẻn vẹn chỉ kém 3 viên liền có thể viên mãn. Nhưng cái cực kỳ khủng bố, bởi vì một khi ký hiệu cấp 8 hoàn chỉnh, là có thể ghép lại với ký hiệu cấp 9, hình thành một bộ tổ hợp ký hiệu càng thêm kinh người. Đúng dịp chính là trong ba ký hiệu cấp 8 thiếu, có hai cái liên tiếp hai bộ ký hiệu, một viên cuối cùng thì kết nối ký hiệu cấp 9 cùng ký hiệu cấp 8, nói cách khác, đây là ký hiệu mở đầu của ký hiệu cấp 8. Chờ sau này khai thác nguyên thạch từ từ thu thập, Lang Hàn lắc đầu, có thể khai thác nguyên thạch đã toàn bộ khai thác xong, dù có chút thế lực còn có hàng tồn, lại có ai sẽ nguyện ý lấy ra. Hơn nữa, vừa vặn mở ra ba ký hiệu này hoặc là chờ hắn đạt tới ngũ bộ thậm chí lục bộ, thâm nhập tầng 10, tầng 11 vị diện, tin tưởng còn có lượng lớn nguyên thạch để hắn hoàn thành đại danh sách này. Thế nhưng mà, cái này cần thời gian quá dài quá dài. Cho nên, hắn dự định bế quan, thôi diễn ra ba ký hiệu này. Đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì hai ký hiệu trước sau đều có, có thể lợi dụng cộng minh tiến hành thôi diễn. Thôi diễn thiên tôn ký hiệu, vốn là cường giả tam bộ trở lên liền có thể, nhưng nếu không có căn cứ tưởng tượng thật quá khó khăn. Hiện tại độ khó của Lăng Hàn liền không lớn lắm, hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm chữa trị thiên tôn ký hiệu, ước vạn lực lượng vị diện trong cơ thể phát huy, tuyệt đối nhanh hơn thiên tôn khác vô số lần. Bất quá, trước khi bế quan, hắn cũng nghe đến không ít tin tức, tỉ như nói, nguyên thạch đại sư bị thu về tính sổ, lượng lớn nguyên thạch đại sư bị giết, nguyên nhân chính là trước đó bọn hắn quá phách lối. Hiện tại nguyên thạch đại sư chính là phế vật, thiên tôn nào sẽ còn để ý. Người trước kia lại dám cho Thiên Tôn sắc mặt, thậm chí hô tới quát lui. Không biết Thiên Tôn là tồn tại gì sao, trời cũng phải tôn. Ngoại trừ lão hoạt đầu giống như Huyền Lai đại sư, biết làm người, hiện tại Y Nguyên sống cực kỳ thoải mái, thì quần thể Nguyên Thạch đại sư bị đả kích cực lớn, cái này bộc phát đột nhiên, kết thúc cũng nhanh đến kinh người. Dựa vào người khác nâng lên chung quy là không tốn sức, chỉ có thực lực của mình mới là thật. Lăng Hàn lắc đầu, không có để ở trong lòng, hắn bắt đầu bế quan hắn tính quan thức hải, sau đó dẫn động ngàn vạn lực lượng vị diện trong cơ thể, hai chuỗi thiên tôn ký hiệu phát quang, mơ hồ có một loại liên hệ nhàn nhạt. Một bộ này là ký hiệu cấp 9, một bộ khác là ký hiệu cấp 8, ở giữa chỉ kém một ký hiệu liền có thể hoàn toàn sâu chuỗi, lăng hàn đầu tiên thôi diễn chính là cái này, nếu có thể chỉnh ra ký hiệu này, như vậy một bộ ký hiệu cấp 9 lại thêm gần một phần ba ký hiệu cấp 8, này có thể ra chỉ lực lượng khủng bố cỡ nào. Ông ông ông, trong cơ thể, lực lượng vị diện vô tận chiếu rọi, để thức hải của hắn giống như hóa thành hư không, chiếu sáng chư thiên. Từng đạo hỗn độn khí từ trong mỗi tế bào tuôn ra, ở xung quanh người hắn hóa thành đại dương minh mông, mỗi một đạo đều cực kỳ nặng nề, nếu không phải có hắn tồn tại, một đạo liền có thể hủy diệt một vị diện cấp thấp. Tâm linh của hắn một mảnh trời trong, nhưng minh ngộ lại như pháo hoa sáng chói, để hắn phảng phất như thấy được toàn bộ nguyên thế giới sinh ra, phát triển, sáu loại lực lượng bản nguyên là cơ sở, là hết thảy, mà thiên tôn ký hiệu là một loại công cụ, có thể câu thông lực lượng bản nguyên. Chương 3271, thành công thôi diễn. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, thân thể lang hàn chấn động, mở hai mắt ra, mắt không có tròng trắng, cũng không có tròng đen, chỉ có một mảnh hỗn độn, tản ra khí thức cổ quái. Không phải thiên tôn bình thường, nhưng tuyệt không yếu hơn thiên tôn. Hắn lại chấn động, từ nơi trong trạng thái kỳ quái này tỉnh lại, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn rốt cuộc thôi diễn ra ký hiệu cấp 8 thứ nhất, ở trong thức hải phát quang tới đi, siêu cấp ký hiệu tổ hợp của ta. Ông, 144 viên ký hiệu đồng thời vận chuyển, lang hàn đầu tiên là tràn đầy chờ mong, nhưng mà, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của hắn tăng lên 262 lần. Không đúng, tổ hợp ký hiệu cấp 8 vốn có thể tăng lên 257 lần, như vậy lại sâu chuỗi ký hiệu cấp 9 hoàn chỉnh, lực lượng tuyệt đối đột phá 300 lần. Như thế nào mới một chút xíu như thế? Đây là bởi vì ký hiệu cấp 9 không thể cùng ký hiệu cấp 8 tổ hợp, thật giống như ngươi không thể cùng lúc vận chuyển thiên tôn ký hiệu, lại nhiều cũng chỉ có thể lấy cái mạnh nhất. Ở trên người lăng hàn, chính là bộ ký hiệu tổ hợp mạnh nhất kia phát huy. Kỳ quái, hắn thôi diễn ra thiên tôn ký hiệu khẳng định là đúng, không thì không có khả năng tăng uy lực của ký hiệu tổ hợp cấp 8 lên, nhưng vì cái gì không thể cùng ký hiệu cấp 9 tổ hợp. Chẳng lẽ phải hoàn chỉnh ký hiệu tổ hợp cấp 8, lăng hàn quyết định tiếp tục thôi diễn, chỉ hai cái mà thôi, hơn nữa đều có thiên tôn ký hiệu liền nhau có thể cộng minh, độ khó thôi diễn y nguyên không lớn. Hắn lần nữa bế quan, tuế nguyệt như thoi đưa, lại không biết bao nhiêu năm qua đi, Lăng Hàn tìm hiểu ra ký hiệu cấp 8 thứ hai hai bộ ký hiệu cấp 8 sâu chuỗi, lực lượng lập tức đột phá 400 lần. Hắn không có dừng lại, tiếp tục thôi diễn ký hiệu cấp 8 cuối cùng. Thời gian đối với hắn đã không có ý nghĩa, lại vô số năm qua đi, Lăng Hàn lần thứ ba tỉnh lại. Ký hiệu cấp 8, đủ, tới đi, tới đi, Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong, lần này hẳn là được rồi. Hắn vận chuyển toàn bộ ký hiệu cấp 9, cấp 8, ông, 222 viên thiên tôn ký hiệu cùng nhau phát quang, banh, mật thất hắn bế quan lập tức nổ tung, một cỗ lực lượng đáng sợ bay thẳng không gian, phá vỡ vị diện này phong tỏa, đâm vào hư không. Đã nhiều năm như vậy, nơi này đã không có bao nhiêu người còn lưu tại, nhưng dù sao còn có một số người ôm tâm lý may mắn, thăm dò, nói không chừng có nguyên thạch thất lạc. Nhưng ở giờ khác này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhìn về phía cột sáng trùng thiên kia, dưới thiên tôn toàn bộ quỳ xuống, mà cho dù là thiên tôn cũng trái tim kích nhảy, ký hiệu trong cơ thể tự động vận chuyển, nhảy cẫng hoan hô, phải hướng như thần phục cột sáng kia. Thiên tôn ký hiệu hoàn chỉnh, siêu việt ký hiệu cấp 1, quá kinh khủng. Lăng Hàn lại không có vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, hai chuỗi thiên tôn ký hiệu cũng không thể cùng một chỗ phát huy tác dụng. Lực lượng của hắn đạt đến 999 lần, nhưng đây là ký hiệu cấp 8 phát huy, ký hiệu cấp 9 nửa điểm tác dụng cũng không có. Cổ quái, hắn rõ ràng đã gom góp tất cả ký hiệu cấp 8, vì cái gì không thể cùng ký hiệu cấp 9 tổ hợp. Là căn bản không cách nào tổ hợp, hay cần tề tụ tất cả thiên tôn ký hiệu mới có thể có hiệu lực. Nếu như là cái trước, vậy hết thảy đừng nói, mà nếu như cái sau, vậy cần thời gian dài rằng giặc đến tột đỉnh, thậm chí vĩnh viễn không có ngày hoàn thành. Lăng Hàn ngừng vận chuyển thiên tôn ký hiệu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lâm Lạc phân chia tất cả thiên tôn ký hiệu thành 9 tầng, xem ra không chỉ bởi vì đối với lực lượng tăng phúc khác biệt, mà là bọn chúng còn có đặc tính riêng phần mình, chỉ có thể phân chia như thế. Người nhìn, ký hiệu cấp 8 cùng ký hiệu cấp 9 liền nhau, có thể cộng minh, lẫn nhau cảm ứng, lại không thể cùng một chỗ tác dụng. Lăng Hàn không có cái gì không hài lòng, bây giờ hắn có được ký hiệu tổ hợp cấp 8 hoàn chỉnh, lực lượng tăng phúc tiếp cận nghìn lần, cái này quá kinh khủng, dù gặp lại tân khí hổ, hắn cũng tự tin có thể chiến thống khoái đi ra xem một chút ra. À, hắn xuất quan, bọn người nữ hoàng đã sớm đang chờ hắn, mà các nàng chờ thời gian thình lình đạt đến 30 tỷ năm. Lăng Hàn không khỏi chấn kinh, hắn giống như không tốn bao lâu thời gian a, à, làm sao lại 30 tỷ năm. Về viêm xương vị diện đi, nữ hoàng ôn nhu nói, những người khác đã trở về. Lăng Hàn hỏi, ừm, um, đám người nhị ca, kiến tuyết đều đã trở về. Nữ hoàng gật đầu, 30 tỷ năm trôi qua, tu vi của nàng cũng đã tới tam bộ hậu kỳ, Tốc độ này đã tính toán nhanh, dù sao không còn đại dược cung cấp. Tốt, chúng ta cũng trở về đi. Lăng hàn đưa tay, thu chúng nữ vào tiên khách cư, sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua hư không. Mười mấy năm sau, hắn về tới viêm xương vị diện, lập tức, hắn nhận được một tín hiệu, phát ra từ mông đông. Mông đông xác thực là đang tìm hắn. Lúc trước hắn hoàn thành nhiệm vụ, theo lẽ ra có tiệc ăn mừng chờ hắn, nhưng hắn bình thường không phải vội vàng đào quáng, chính là bế quan thời gian dài. Mông Đông căn bản không có khả năng tìm được Hiện tại hắn trở lại viêm xương vị diện Đối phương rốt cuộc đến Lăng hàn cũng phát ra tín hiệu Đáp lại Mông Đông Chỉ một lúc sau, Mông Đông đến Ngươi thật đúng là khó tìm A à. Mông Đông lắc đầu, 30 tỷ năm qua đi Hắn đã bước vào tứ bộ Tốc độ này rất kinh người Dù không bằng đám người tân khí hổ Nhưng cũng có thể nói là cổ kim hiếm thấy Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó Hắn là cuồng loạn tạo vật Tin tưởng mấy người lâu Tây Nguyệt Ba Đa cũng đồng dạng trở thành tứ bộ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến mình, hơn 30 tỷ năm qua đi, hắn thế mà chỉ đi tới một chút xíu. Nếu như chia tam bộ trung kỳ đến hậu kỳ là 100 bước, vậy hắn không sai biệt lắm đi ra 10 bước, cao nhất là 12 bước. Theo tốc độ như vậy, hắn muốn đạt tới tam bộ đỉnh phong, thực sự phải cần một kỳ nguyên thời gian. Hắn thầm than, không có đại dược chống đỡ, không có sinh mệnh tinh khí của thiên tôn luyện hóa, tốc độ tu luyện của hắn thật sự quá chậm a. À. Mà cái này còn là bởi vì hắn đạt được hơn 200 thiên tôn ký hiệu, tăng lên gần 1.000 lần tốc độ tu luyện, nếu không muốn chậm đến mức nào. 1.000 kỳ nguyên tăng lên một bước, chương 3272, luận bàn, Lăng Hàn cũng không dám suy nghĩ, thật muốn như thế, hắn muốn đạt tới thất bộ phải tu đến ngày tháng năm nào. Trong lòng của hắn nghĩ, trên mặt đương nhiên sẽ không động thanh sắc gì, nhẹ gật đầu. Trước đó một mực bế quan, cái gì cũng không làm. Đến, giới thiệu cho ngươi mấy huynh đệ tỉ muội Mông Đông cười nói, cũng không có che giấu như lúc trước. Được, Lăng Hàn đáp ứng, cái này chính hợp ý hắn. Mặc dù Mông Đông đã bước vào tứ bộ, nhưng Lăng Hàn không có để ở trong lòng, mặc dù tiến cảnh của hắn chậm chạp, nhưng chậm chỉ là cảnh giới, thực lực lại như cố tăng lên khủng bố, nhất là bây giờ có được ký hiệu cấp 8 hoàn chỉnh, lực lượng của hắn tăng lên gần như một ngàn lần. Sợ ai đến, Mông Đông ở phía trước dẫn đường, Lăng Hàn thì đi theo sau, mấy ngày sau, bọn hắn đi tới một sơn mạch, sau đó đi vào một cái hang, lại có hiệu quả ngăn cách thần thức cường đại. Hắn nhìn kỹ, chỉ thấy trên vách động khắp nơi là thiên tôn thạch bì. Những người này thật đúng là cẩn thận, có những thạch bì này ngăn cách thiên tôn cảm ứng, dù thất bộ tới cũng không nhất định có thể phát hiện bọn hắn. Chỉ chốc lát, hai người đi tới một động quật cự đại, không gian to lớn, phảng phất như nơi này xuất hiện một thế giới khác. Mông đông, nơi này có sáu người hoặc đứng thẳng, hoặc ngồi xếp bằng, nhìn thấy mông đông đều nhao nhao kêu một tiếng. Lăng Hàn nhìn lướt qua, ở trong đó có hai người hắn nhận biết, tự nhiên là Lâu Tây Nguyệt cùng Ba Đa, bốn người khác thì hoàn toàn không biết, nhưng đều là tứ bộ, vô luận phóng tới đâu, tổ hợp này đều có thể nói là cực kỳ cường lực. Đến, nhận thức một chút, đây chính là Lăng Hàn, huynh đệ cuối cùng của chúng ta thức tỉnh. Mông Đồng vỗ vỗ vai Lăng Hàn, Lăng Hàn nhìn về phía những người này gật đầu, chờ mong thật lâu, rốt cục gặp được chư vị, lúc trước hắn nhìn thấy cuồng loạn đánh ra mấy trăm điểm sáng, mặc dù phần lớn chôn vùi ở trong hư không nhưng vẫn có chừng trăm cái tiến vào từng vị diện, coi như chỉ có một nửa người trưởng thành, vậy bây giờ số người này hẳn cũng có 50 cái, xa xa không chỉ số này. Bốn người không quen biết kia cũng tự giới thiệu, theo thứ tự là Lạc Minh, Dương Khuyết, Ô Quân Ý cùng Thiệu Anh, từng cái đều rất kiêu căng, đây là một loại cảm giác yêu việt trên cảnh giới. Lăng Hàn, nghe nói năng lực vượt cấp chiến đấu của ngươi cực kỳ cường đại, ta muốn lĩnh giáo một chút. Thiệu Anh nói, địch ý nặng như vậy, vừa lên liền muốn khiêu chiến lăng hàn nhìn ba đa một chút ra hỏa này cũng chiến ý hừng hực hiển nhiên cho rằng mình tiến một bước có tư cách tìm hắn chiến một trận tốt hắn gật đầu lộ ra rất lạnh nhạt trừ khi đối thủ là tân khí hổ bằng không hắn thật đúng là khó nhắc lên bao nhiêu hứng thú thái độ qua loa của hắn tự nhiên để thiệu anh hết sức bất mãn nhưng cũng không nói lời nào khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh thực lực không phải thổi ra mà là đánh ra đến chiến hắn bay lên trời không gian nơi này cực lớn chỉ cần khống chế một chút hoàn toàn có thể để thiên tôn đại chiến. Lăng Hàn từng bước một đạp vào thiên không, tay trái chắp sau lưng, sau đó dùng tay phải ngoắc ngoắc. Ra tay đi, thiệu anh càng thêm bất mãn, người đến cùng xem thường ta cỡ nào. Hắn thét dài một tiếng, giết về phía Lăng Hàn, hai tay hóa thành trùy đập tới Lăng Hàn. Có thể được cuồng loạn chọn chúng, bọn hắn ai cũng là thiên tài siêu cấp, dù ở tứ bộ cũng có năng lực vượt cấp chiến đấu nhất định, giống như thiệu anh chỉ là tứ bộ sơ kỳ, nhưng chiến lực của hắn lại đạt đến tứ bộ đỉnh phong, thực sự rất kinh người không biết ra hỏa này là ở trong cơ thể dựng dục một tiểu thế giới hay đào được rất nhiều lực lượng vị diện ở thời điểm không đạt tới lục bộ kỳ thật cái này cũng không có khác nhau quá lớn hái lực lượng vị diện nhiều tự nhiên mạnh hơn một tiểu thế giới chi lực nhưng hái lực lượng vị diện chỉ có mười mấy hai mươi cái như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị lực lượng của tiểu thế giới vượt qua lang hàn lộ ra phong khinh vân đạc đợi một quyền của thiệu anh oanh đến hắn mới đáp lễ bành quyền lực của hắn quá kinh khủng đấm ra một quyền, hỗn độn khí vô tận dương động, lực oanh kích của Thiệu Anh lập tức bị chấn vỡ nát. Chỉ là Lang Hàn cũng không có thừa thắng truy kích, mà kịp thời thu lại quyền lực, nhìn Thiệu Anh cười nhạt. Hắn biểu hiện càng khách khí, càng để Thiệu Anh phẫn nộ, bởi vì cái này theo Thiệu Anh, đơn giản chính là trần trụi không nhìn. Thiệu Anh hét lớn một tiếng, ông, hắn đã vận chuyển ra một viên thiên tôn ký hiệu, lập tức, hắn phảng phất như hóa thân thần linh, tản mát ra khí thế chân áp chư thiên. Ký hiệu cấp 1, hai tay hắn lại chấn động, hai cánh tay hóa thành tử kim sắc, hiện ra đường vân cổ quái. Hắn giết ra, cua hai tay quét về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay đón đỡ, bành, hắn chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, lại có một loại cảm giác muốn băng liệt. Mặc dù thiên tôn được lực lượng bản nguyên rèn luyện, đợi đạt tới thất bộ, cái kia chính là phệ kim thể đại thành, không thể phá vỡ. Nhưng không tới thất bộ, là tuyệt đối không thể so sánh với vệ kim thiết. Nhưng cánh tay của Thiệu Anh lại cho Lăng Hàn một loại cảm giác, đây quả thực là thiên tôn bảo khí. Tứ bộ có thể luyện khí lực đến mức này, vậy trừ thất bộ, còn có người có thể làm bị thương hắn sao? Không có khả năng, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, hắn phủi phủi tay, hóa giải cánh tay chết lặng, sau đó giật mình nói. Người luyện hóa phệ kim thiết vào trong thân thể, khó trách cánh tay kiên cố như vậy. Cũng không chỉ cánh tay, Thiệu Anh cười lạnh, thân hình đập ra, tấn công về phía Lăng Hàn, từng bộ phận thân thể đều hiện ra đường vân cổ lão tang thương. Không chỉ cánh tay, mỗi bộ vị của thân thể thiệu anh đều dung nhập vệ kim thiết để khí lực của hắn trở nên cực kỳ cường hoành hắn không kiêng nể gì cả điên cuồng xuất thủ với lăng hàn dạng tư tưởng này cực kỳ đơn giản nhưng cho dù là lục bộ thiên tôn cũng không cách nào làm được xem ra hắn là bởi vì cuồng loạn quan hệ mới có được dạng năng lực kỳ lạ này lực lượng của lăng hàn tự nhiên vượt xa thiệu anh hắn tùy ý xuất thủ đánh thiệu anh bay ra ngoài căn bản không cần trực tiếp tiếp xúc dưới lực lượng nghiền ép cái này quá dễ dàng thật giống như thường nhân một quyền đánh vào trên tảng đá, chẳng những đánh không nát được tảng đá, ngược lại sẽ để cho nắm đấm của mình bị thương, nhưng mà, muốn ném tảng đá kia ra ngoài lại là sự tình dễ dàng. chương 3273, Bố Cục, Thiệu Anh cười ha ha, ngươi cũng chỉ có chút thực lực như thế sao, mặc dù hắn không ngừng bị Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, lại lông tóc không thương. Lăng Hàn im lặng, đến cùng ai cảnh giới cao hơn. Ngươi bị ta xem như đống cắt đánh, thế mà còn một bộ dương dương đắc ý, đây là ở đâu ra cảm giác yêu Việt, để Lăng Hàn muốn nhổ nước bọt cũng không biết từ đâu lên. Ha ha, đều là người một nhà, không cần thiết đánh thực. Mông Đông khuyên can nói, phải, Lâu Tây Nguyệt cũng nói, tất cả mọi người khuyên can, Lăng Hàn cùng Thiệu Anh tự nhiên đánh không được nữa. Lần sau tái chiến, Thiệu Anh cực kỳ chiến ý, tùy tiện, Lăng Hàn thản nhiên nói, tới tới tới, uống rượu, Mông Đông cười nói, hắn kêu gọi đám người, tám người đều ngồi xuống, bắt đầu uống rượu. Thế gian hết thảy tạo vật đều là quy tắc kết hóa, dù tiên vương đại dược cũng như thế, bởi vậy không có loại rượu nào có thể để thiên tôn uống say, căn bản không bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà sau khi Lăng Hàn uống một ngụm rượu, hắn lại hiện lên một cảm giác lâng lâng. A, à, hắn có chút kỳ quái. Ha ha, ngạc nhiên không, Mông Đông cười nói, đây chính là dùng việt thế đại dược luyện thành rượu, đương nhiên cũng có ảnh hưởng đối với thiên tôn. Thì ra là thế, Lăng Hàn cười ha ha, tiếp tục thưởng thức rượu, nhưng không có nuốt xuống bụng những người này đều là thủ hạ của cuồng loạn dù hắn đã đánh vào nội bộ địch nhân vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí dù sao coi như bảy người này không có ý định hại hắn nhưng vạn nhất thì sao hắn chỉ nuốt xuống một tia lực lượng vị diện trong cơ thể lại lập tức điên cuồng vận chuyển say nghiền tử lực lập tức để hắn cảm giác mê man biến mất không thấy hóa thành một chút lực lượng cực kỳ tinh thuần tăng lên tu vi của hắn đây có phải là tuyệt thế đại dược luyện thành rượu hay không lăng hàn không thể khẳng định nhưng xác thực đối với tăng lên tu vi có hiệu quả. Thấy lực lượng vị diện trong cơ thể ra sức như vậy, Lăng Hàn cũng không khống chế, từng ngụm từng ngụm uống, oanh, lực lượng trong cơ thể hắn mãnh liệt bàng bạc, để hắn cảm giác cực kỳ dễ chịu. Uống, mấy người mông đông cũng liên tiếp mời rượu. Huynh đệ, lần trước ngươi cùng ba đa lập công lớn, một mực không có làm tiệc ăn mừng cho các ngươi, lần này là nghi thức hoan nghênh của chúng ta đối tiểu đệ ngươi, lại kiêm tiệc ăn mừng, đến, uống. Đám người liên tiếp mời rượu lăng hàn ai đến cũng không cự tuyệt rất nhanh liền biểu hiện say khướt đám người mông đông khuyên can nhưng khóe miệng đều lộ ra cười lạnh tiểu đệ người thật sự để chúng ta thất vọng a à? lâu tây nguyệt đột nhiên nói nói thế nào lăng hàn gật gù đắc ý người thật sự cho rằng động tay động chân đối với đồ vật của bản chủ bản chủ sẽ không biết mông đông lạnh lùng nói trong lòng lăng hàn giật mình cuồng loạn biết đồ vật của nó bị động tay chân không cách nào ăn mòn viêm xương vị diện đây không có khả năng phải biết đây chính là cách một vị diện, cuồng loạn làm sao cảm ứng được. Muốn nói viêm xương vị diện không có nhận ảnh hưởng gì, mới bị cuồng loạn nhìn ra sơ hở, cái này kỳ thật cũng không đáng tin cậy, bởi vì dù cho vị diện bị suy yếu, nhưng muốn thể hiện ra cũng là cần lấy kỷ nguyên tính, chỉ hơn 30 tỷ năm, đây tính toán là cái gì? Xem ra, hắn thật sự là đánh giá thấp năng lực của cuồng loạn. Nói cách khác, hắn không có thông qua khảo thí độ trung tâm của cuồng loạn, hiện tại thành đối tượng bị thanh toán hắn dùng giọng mơ hồ không rõ nói nói bậy các ngươi hoàn toàn là vu khống ta ha ha đến lúc này ngươi còn muốn giảo biện lâu tây nguyệt lạnh lùng nói không cần nói nhảm trực tiếp giết ba đa kêu lên hắn rất hận lăng hàn lúc trước là bị lăng hàn một quyền nện lật để hắn vô cùng nhục nhã mông đông thì khoát khoát tay không vội trong rượu này có một tia chân lực của bản chủ dù vị tiểu đệ này của chúng ta thực lực nghịch thiên nhưng vẫn như cũng không có khả năng địch nổi bất quá tiểu đệ ngươi yên tâm tia chân lực này sẽ không có bất kỳ chỗ xấu đối với ngươi thân thể ngược lại sẽ để tu vi ngươi tiến nhanh chỉ là ngươi sẽ ngủ say một đoạn thời gian rất dài mà thôi ba đa nhịn không được ngắt lời biết thực lực ngươi mạnh cho nên để cho an toàn ngay cả chân lực của bản chủ cũng dùng ở trên thân ngươi ngươi thật là có phúc khí lạc minh ngoài cười nhưng trong không cười bọn hắn đều không có không nỡ bởi vì bọn hắn đều có được năng lực hấp thu sinh mệnh tinh khí của thiên tôn chuyển hóa làm tu vi bản thân cho nên Lăng Hàn hấp thu chân lực bản chủ, cuối cùng chỉ cần giết chết hắn, vẫn có thể phản hồi ở trên thân bọn hắn. Đương nhiên, đây nhất định sẽ có chút hao tổn, nhưng có thể diệt trừ phản đồ như Lăng Hàn, chút trả giá ấy tự nhiên là đáng. Bọn hắn không vội, hiện tại Lăng Hàn chỉ say khướt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp ngửa mặt lên trời ngủ say, như vậy muốn thu thập càng thêm dễ dàng. Bảy người đều cười nhìn Lăng Hàn, chờ mong nhìn thấy Lăng Hàn lộ ra biểu lộ phẫn nộ, không cam lòng nhưng lại không thể làm gì này để lỗ chân lông toàn thân bọn hắn mở ra. Nhưng động tác kế tiếp của Lăng Hàn lại để khóe miệng của bọn hắn co rút, bởi vì hắn khẽ vươn tay, giành lấy bầu rượu, trực tiếp ừng ực ừng ực uống. Dựa vào, người đây là ngại hôn mê không đủ nhanh sao? Bảy người mông đông đều bó tay, tại sao có thể có dạng người này? Đầu óc không bình thường rồi, hay vò đã mẻ không sợ rơi, trước tiên để mình say chết. Đoạt lại, mông đông phản ứng cực nhanh, Lăng Hàn uống rượu đã đủ nhiều, lại cho hắn uống chính là lãng phí, bởi vì dù bọn hắn có thể luyện hóa sinh mệnh tinh khí của Lăng Hàn, nhưng cũng có vấn đề chuyển hóa xuất, sẽ có tổn thất. Bảy người vội vàng xuất thủ, đi đoạt bầu rượu, nhưng đừng nhìn Lăng Hàn say khướt, gật gù đắc ý, một bộ lúc nào cũng có thể nằm xuống, nhưng chính là lúc ẩn lúc hiện như thế, lại tránh qua bảy người công kích, còn uống từng ngụm lớn rượu. Đám người mông đông gấp đến đỏ mắt, mỗi bị Lăng Hàn uống nhiều một ngụm, cái kia chính là lãng phí to lớn cỡ nào. Trước đó không đau lòng, đó là vì bắt Lăng Hàn nhất định phải ra đại giới, nhưng bây giờ không phải bình thường a. À. Mau thả bình rượu xuống, Mông Đông giống to không ngừng đoạt công, Lăng Hàn mơ mơ hồ hồ nói, tại sao phải buông xuống? Ngươi là cái gì a? Ra ra chính là muốn uống thật sảng khoái. Chương 3274, hợp thể. Bảy người Mông Đông càng đánh càng kỳ quái, chẳng lẽ Lăng Hàn thực sự uống say, hoàn toàn không biết rõ tình trạng rồi. Thực sự rất khó tin tưởng, nếu không phải tử quỷ làm sao lại vào lúc này còn mê rượu như thế. Bọn hắn toàn lực xuất thủ, muốn bắt Lăng Hàn, lại làm sao cũng bắt không được. Ưng ực ưng ực, Lăng Hàn dùng sức lắc lắc bình rượu, hiện tại bên trong đã trống rỗng, hắn không khỏi thở dài, mới chút như thế, quá ít a. À. Lăng Hàn quét đám người mông đông một vòng, tốt a, à, bồi các ngươi chơi đùa. Thời điểm nói câu này, hắn lại không chút say, ngươi, ngươi không có say. Thấy Lăng Hàn thanh tỉnh như thế, đám người mông đông đều kinh hãi sao lại có thể như thế, ở trong đó là có một tia lực lượng của bản chủ, tuyệt không phải Lăng Hàn có thể hóa giải. Nhưng mà, Lăng Hàn lại không có một chút xíu ảnh hưởng, cái này để bọn hắn lý giải ra sao, làm sao tiếp nhận. Chẳng lẽ ngươi không có uống, ba đa nói, cái này cũng có khả năng, lấy thực lực của thiên tôn, hoàn toàn có thể làm bộ uống rượu, nhưng thật ra là đưa rượu vào một không gian khác tạm giữ. Lăng Hàn nhún vai, tại sao phải nói cho các ngươi, bảy người đều không phản bác được, bọn hắn đã không để ý mặt mũi lăng hàn đương nhiên không có nghĩa vụ nói cho bọn hắn nguyên nhân lăng hàn cười ha ha bất quá nói cho các ngươi cũng không sao kỳ thật đây là bản chủ đặt ra bẫy chân chính muốn bắt phản đồ thật ra là một cái hoặc mấy cái trong các ngươi lời vừa nói ra đám người mông đông nửa tin nửa ngờ muốn bọn hắn tin tưởng lăng hàn có thể hóa giải thủ đoạn của bản chủ đây là tuyệt đối không thể nào như vậy chẳng lẽ trong bọn họ thực sự ra một tên phản đồ lần này thật ra là cục trong cục, mình mới là người bị khảo nghiệm. Bọn hắn đương nhiên đều biết mình vô tội, nhưng làm sao bảo đảm sáu người khác cũng như thế. Không nên tin chuyện hoang đường của hắn, mông đông lập tức nói, tiểu tử này chỉ là lừa gạt chúng ta, mục đích là muốn nhiễu loạn chiến ý của chúng ta. Không sai, sáu người lâu Tây Nguyệt lập tức nghiêm nghị, bọn hắn không thể bị chia rẽ. Bọn hắn không do dự nữa, đều toàn lực ứng phó, chân áp về phía lăng hàn, thiệu anh sông ở phía trước nhất, hắn tự tin phòng ngự vô địch tuyệt không phải lăng hàn có thể oanh phá lăng hàn cười lạnh thật sự cho rằng ta không đánh tan được xác rùa đen của ngươi hắn ngưng tụ toàn lực đấm ra một quyền bành lực quyền hóa thành một điểm đánh vào trên thân thiệu anh lập tức oanh ra một hố nhỏ máu tươi phun ra đám người mông đông đều ngạc nhiên lực lượng của lăng hàn cũng quá kinh khủng đi cách không một quyền mà thôi lại xé mở phòng ngự của thiệu anh lăng hàn thừa thắng truy kích ba quyền hai chân liền đánh ngã thiệu anh Trước đó hắn căn bản không có vận dụng toàn lực, ở dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép, loại thiên tôn bảo thể không hoàn toàn này tính toán là cái gì. Sáu người mông đông thấy vậy, đều tim mật lạnh lẽo, bọn hắn đã đủ đánh giá cao thực lực của Lăng Hàn, cho nên dùng thủ đoạn ám toán, bảy người xuất động, vì chính là vạn vô nhất thất. Ai có thể nghĩ tới, rượu không có đưa đến hiệu quả, mà chiến lực của Lăng Hàn càng hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Ông ông ông, toàn bộ bọn hắn vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu cấp 1, mỗi người không giống nhau, sau đó chân áp về phía Lăng Hàn, làm sao cũng phải cứu Thiệu Anh ra. Lăng Hàn giẫm Thiệu Anh một cước, thân thể lại mượn cỗ lực lượng này xông ra ngoài, thẳng bước ba đa. Ngươi không phải bình thường vẫn muốn cùng ta luận bàn sao, đến, để ngươi đạt được ước muốn. Đám người mông đông gầm thét, một cước này của Lăng Hàn trực tiếp giẫm nát đầu của Thiệu Anh, thức hải vỡ vụn, thiên tôn cũng phải chết. Bành bành bành, Lăng Hàn xuất liên tục 11 quyền, ba đa làm sao chống lại, trong nháy mắt liền bị hắn đánh nổ, hóa thành huyết Phú sáu người bọn hắn đều có năng lực hấp thu sinh mệnh tinh khí, hóa thành năng lượng bản thân, bởi vậy, Thiệu Anh, Ba Đa vừa chết, những năng lượng này liền phân biệt bắn về phía sáu người. Mặc dù không người nào có thể phát giác, nhưng trên thực tế, Lăng Hàn đạt được lại nhiều hơn năm người này cộng lại. Lăng Hàn phát huy, chấn bay năm người mông đa, vô tới tàn hồn của Thiệu Anh cùng Ba Đa, cái này có thể luyện hóa ra thiên tôn ký hiệu, hơn nữa, hắn cũng muốn rút hồn đạt được càng nhiều tư liệu của cuồng loạn. Tỷ như, đồng bọn của những người này còn có ai sau đó hắn mới quay người trở lại thản nhiên nói tiếp xuống đến phiên người nào năm người mông đông đều hoảng hốt một hai chiêu công phu liền có hai đồng bạn bị lăng hàn oanh sát như vậy coi như bọn hắn còn có năm người lại như thế nào chỉ là lăng hàn ra thêm mấy chiêu mà thôi trốn trốn được sao thực lực của lăng hàn nghiền ép bọn hắn đó căn bản không phải đánh nhau cùng cấp bình thường a vì chủ thể mông đông đột nhiên lớn tiếng kêu lên trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng. Vì chủ thể, bốn người lâu Tây Nguyệt cũng giống to, từng cái giống như đều biến thành tên điên. Hiu hiu hiu, bọn hắn nhảy đến một bên, toàn thân mỗi người phát sáng, thế mà quỷ dị dung hợp lại. Ta hôm nay dù chết, cũng chỉ là trở về bản thể mà thôi. Năm người này đều nói, oanh, một đoàn quang hoa hừng hực hiện lên, năm người toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một sinh vật không cách nào hình dung. Nó có chút giống bạch tuộc, toàn thân có thật nhiều xúc tu, lại còn sinh ra một khuôn mặt người mà mặt người vỡ ra lại là một cái miệng to lớn toàn thân đen như mực tản ra cực kỳ tả ác đây là cuồng loạn không đúng lăng hàn lập tức lắc đầu cuồng loạn cường đại hơn nhiều quái vật trước mặt này nhiều nhất chính là tu vi ngũ bộ kém quá nhiều năm người kia làm sao lại biến thành quái vật như vậy trong đó khẳng định có lực lượng của cuồng loạn tác dụng nếu không năm người làm sao có thể dung hợp chưa từng nghe nói qua có hai thiên tôn hợp làm một thể huống chi là năm người bước ta đến một bước này, vậy ta liền kéo ngươi cùng chết. Quái vật mở miệng, thanh âm hết sức phức tạp, tựa như rất nhiều người cùng một chỗ nói chuyện, lại cực kỳ thống nhất. Quái vật xuất thủ, xoát, một cây xúc tu vung ra, bay về phía lăng hàn. Trên thân thể của nó có một viên thiên tôn ký hiệu phát quang, ra chỉ nó hơn 80 lần lực lượng. Ký hiệu cấp 1, năm người mông đông hẳn là mỗi người đều nắm giữ một ký hiệu cấp 1, hiện tại 5 người dung hợp, dù 5 ký hiệu cấp 1 này không thể tổ hợp, nhưng cũng có thể thay nhau phát huy. Trường 3275, đánh nổ, Lăng Hàn ngưng quyền đón lấy, banh, nắm đấm cùng xúc tu va vào nhau, lập tức nhấc lên năng lượng phong bạo đáng sợ, trong nháy mắt liền phá hủy động quật, ầm ầm đá vụn to to nhỏ nhỏ hạ xuống, thanh thế to lớn. Ghê tởm, người bước ta dùng ra chiêu này, hiện tại ta chỉ còn lại có ba ngày sinh mệnh, nếu không bầm ngươi thành vạn đoạn, trong lòng ta mối hận khó bình. Quái vật nói, nó cường thế công tới, sau khi ra chỉ một ký hiệu cấp một, lực lượng của hắn bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Lăng Hàn, đạt đến nghiền ép. Lăng Hàn lắc đầu, cho rằng ngươi sẽ thắng. Năm người mông đông hợp thể, hóa thành một cuồng loạn cỡ nhỏ, xoát xoát xoát, toàn thân nó mọc đầy xúc tu, giống như roi, một đạo tiếp lấy một đạo quất tới, thanh thế kinh người. Nó ra chỉ một ký hiệu cấp một, mà bản thân càng là năm người hợp thể, lực lượng tự nhiên tăng vọt, lấy hy sinh thọ nguyên thiên tôn vô tận làm đại giá, để thực lực bản thân xuất hiện tăng lên không thể tưởng tượng nổi xoát xoát xoát, từng xúc tu quất tới, mang đến hắc ám cùng tà ác vô tận, đối với không gian này mà nói, như là tai họa ngập đầu. Lang Hàn cũng ra chỉ một ký hiệu cấp 1, sau đó cùng hợp thể liều mạng. Bang, 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 trong đụng nhau kịch liệt, hai bên đúng là đánh thành ngang tay. Lang Hàn âm thầm kinh ngạc, phải biết năm tứ bộ liên thủ, coi như từng cái đều là tứ bộ đỉnh phong, cũng không có khả năng thúc đẩy lực lượng đến ngũ bộ. Nhưng năm người này chẳng những làm được, hơn nữa còn đạt đến ngũ bộ trung kỳ, không kém hắn chút nào. Không hổ là cuồng loạn tạo vật, có đủ loại dị năng. Lang Hàn, người chỉ có một viên ký hiệu cấp 1, chỉ có thể kiên trì một canh giờ, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể có biện pháp nào cùng ta đánh nhau. Hợp thể kia gầm thét lên, Lang Hàn cười nhạt một tiếng, không nên cao hứng quá sớm, hắn muốn nhìn cuồng loạn tạo vật đến tột cùng có năng lực gì, bởi vậy hắn cũng không có thôi phát chiến lực đến cực hạn, mà từ từ cùng đối phương ngươi một quyền ta một cước chơi. Nhưng lật qua lật lại, một canh giờ trôi qua, hợp thể lại không có một chút chiều mới, để hắn cực kỳ thất vọng. Giờ chết của ngươi đã đến, mông đông ở trong hợp thể lớn tiếng kêu lên, nó lại vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, cái này đồng dạng là cấp 1, giá trị hơn 80 lần lực lượng, để chiến lực của nó y nguyên bảo trì không thay đổi. Lang Hàn thì sao, hắn chỉ có một ký hiệu cấp 1, phóng năng lượng hoàn tất liền không có. Đi chết đi, hợp thể mở miệng lớn, lập tức có vô số binh khí phun ra hóa thành hạt mưa, gọt về phía Lăng Hàn. Hiện tại thức bí pháp này lấy chiến lực ngũ bộ đánh ra, lại do ký hiệu cấp 1 ra chỉ hơn 80 lần lực lượng, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn lắc đầu, tất cả ký hiệu cấp 8 đồng thời thắp sáng, ở trong cơ thể hắn chiếu rọi chư thiên, oanh, lực lượng của hắn lấy biên độ nghìn lần tăng vọt. Bành, hắn chỉ đơn giản vung ra một quyền, nhưng những bình khí đánh tới trước mặt kia liền hoàn toàn vỡ nát, lực quyền lại không chút tiêu giảm, y nguyên dũng mãnh lao tới, nhanh vô cùng hợp thể kia căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, ngực đã bị đánh ra một cái động lớn, máu đen ngăn không được bừng lên. Nó muốn nói chuyện, lại một chữ cũng nói không ra, ba ba ba, xúc tu trên người nó một cây tiếp lấy một cây rơi xuống, sau đó là huyết nhục, rất nhanh liền tản thành một bãi thịt nát. Ở dưới một quyền của Lăng Hàn, nó đã toàn thân vỡ nát. Đây chính là gia trì nghìn lần lực lượng, ở cấp độ ngũ bộ, tuyệt đối là gặp người giết người, thấy thần giết thần. Ông! nhưng thần hồn của hợp thể không có lập tức tiêu tán, hóa thành một đạo công kích cuối cùng, chấn động về phía Lăng Hàn. Tốc độ đánh tới quá nhanh, Lăng Hàn chỉ vừa mới phản ứng, đạo công kích này đã vọt vào trong thức hải của hắn, muốn tiến hành đại phá hư, băng diệt ý chí của hắn. Nhưng mà, không cần hắn chủ động ứng phó, ước vạn lực lượng vị diện trong cơ thể cùng nhau vận chuyển, hóa thành từng cái ma bàn, vô luận cái gì cũng có thể nghiền nát. Đạo thần thức xung kích này rất mạnh, nguyên bản đủ để đâm xuyên thức hải ngũ bộ, thế nhưng mà bị ma bàn nghiền như thế, sóng xung kích liền phân hóa thành ức vạn mảnh vụn, sau đó toàn bộ vỡ nát, không còn một tia một hào uy hiếp. Năm người mông đông phát ra kêu rên không cam lòng, lại không cách nào vãn hồi bại cục, nhao nhao tiêu tán. Lăng Hàn xuất thủ, muốn cầu đến tàn hồn của bọn hắn, lại phát hiện ở trong dòng máu của bọn họ, dâng lên một đoàn hắc ảnh, lại diễn hóa thành một cuồng loạn, nhưng cái này càng nhỏ hơn, chỉ to như nắm tay, phát ra khí thế lại cực kỳ khủng bố, dù Lăng Hàn cũng không tự chủ được dừng bước cái này y nguyên không thể nào là chủ thể của cuồng loạn nhưng cực có thể là một hình chiếu phân thân mượn nhờ tinh huyết của năm người mông đông tạm thời giáng lâm cuồng loạn cũng không có xuất thủ chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn dương động lên vô số xúc tu oanh nó mãnh liệt giải tán ở trong không khí lúc này lăng hàn mới thở phào nhẹ nhõm đối mặt vạn cổ đệ nhất hung vật này nếu hắn không khẩn trương mới là quái sự không tốt bị lừa rồi hắn kịp phản ứng đưa tay chộp một cái lại mò không bởi vì tàn hồn của năm người mông đông đã hoàn toàn biến mất lúc này hắn mới ý thức được vì cái gì cuồng loạn phân thân không có xuất thủ đó là bởi vì đối phương căn bản không có khả năng xuất thủ chỉ là một cái thủng rỗng dọa hắn sợ mà thôi mà vì cái gì phải làm như vậy tự nhiên là vì phòng ngừa hắn cướp đoạt thần hồn của năm người mông đông đọc ra bí mật trên người bọn họ bao quát thiên tôn ký hiệu bao quát tin tức thân phận những dư nghiệt khác dựa vào lăng hàn nhe răng luôn chỉ có hắn dọa người không nghĩ tới lần này lại bị cuồng loạn chơi. Hắn cực kỳ đáng tiếc, lúc đầu là có thể nhiều đến 5 viên ký hiệu cấp 1. 5 viên, dòng dã 5 viên A, hơn nữa 5 người này thế mà không có cống hiến ra một chút sinh mệnh tinh khí, đây là bởi vì ý thức của cuồng loạn xuất hiện ảnh hưởng, hay là vì 5 người này hợp thể. Được rồi, tốt xấu cũng thu hoạch hai cái, hơn nữa từ trên thân hai người kia hẳn cũng có thể đọc đến tư liệu của dư nghiệt khác. Lăng Hàn bắt đầu luyện hóa tàn hồn của hai người thiệu anh, từ đó rút ra thứ mà hắn cần chương 3276, ngoại vực chiến trường mở lại. Thiên tôn ký hiệu, rất thuận lợi, hắn rất nhanh liền đạt được hai cái ký hiệu cấp 1, ngoài ra còn có cấp 9, cấp 8. Lặp lại đều bị hắn dứt bỏ, phong ấn ở trong thiên tôn thạch, bất quá danh sách dư nhiệt, lại để lang hàn có chút líu lưỡi. Bởi vì từ trên thân hai người đạt được danh sách lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa mỗi bản danh sách đều có nhiều đến 200 người, bao gồm tồn tại giống như Chu Hằng, Sở Hạo, toàn bộ đều thành phản đồ đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Nói cách khác, kỳ thật những người này đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng, dù chết rồi, người khác siêu hồn cũng không có khả năng đạt được tư liệu chân chính, nếu như dựa theo hai phần danh sách này đi săn giết, có lẽ bên trong thật có mấy cuồng loạn tác nhiệt, nhưng càng nhiều hơn là người vô tội. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ liền loạn thành một đoàn, mà quần thể thiên tôn cũng tàn lụi đến không tưởng nổi. lang Hàn lắc đầu, hắn dứt bỏ ra ký hiệu cấp 1 của Thiệu Anh, Ba Đa, hiện tại hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng nữ hoàng cùng hổ nữ lại khuyết thiếu thiên tôn ký hiệu cao dai, bởi vậy, hắn định để hai nữ nắm giữ. Hai nữ từ trong tiên khách cư đi ra, nghe Lăng Hàn nói, cũng không có gì khách khí, một người một viên thiên tôn ký hiệu, sau đó tiếp tục tiến vào tiên khách cư bế quan luyện hóa. Lăng Hàn lần nữa lên đường, đi tìm đám người Chu Hằng. Đã nhiều năm như vậy, tuyệt đại bộ phận thiên tôn đã về tới viêm xương vị diệt, tiếp tục nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là trước đó đại thế đã hướng tới ổn định, từng thế lực thực lực tranh lệch không nhiều, có rất ít thế lực chủ động bốc lên chiến tranh, bởi vì có thể sẽ để phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Toàn bộ thiên hạ, hiện tại không nói một mảnh thái bình, nhưng trên cơ bản là không có đại quy mô chiến tranh, phảng phất như đi tới một võ đạo thịnh thế, mặc dù cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng hoàn cảnh lớn lại là tốt. Lăng Hàn về tới lâm gia tổ địa, xin gặp ba người lâm tiêu dương. Hắn nói tình huống phát sinh trước đó một lần, để ba người lâm tiêu dương cũng hết sức kinh ngạc. Cuồng loạn tạo vật thế mà còn có thể hợp thể, trước đó chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đây cũng là lệ riêng, không thì ở trên chiến trường vực ngoại đã sớm gặp được. Ừm, coi như lấy thủ đoạn của cuồng loạn, qua nhiều năm như thế cũng mới bồi dưỡng được hơn 100 người, đây không đủ để trở thành tai họa. Ba cường giả lục bộ nghiêm túc thương thảo một lúc, cho rằng cái này không cần quá mức cảnh giác. Bọn hắn nghe nói mình thế mà cũng là dương nhiệt của cuồng loạn, không khỏi đều bật cười, cuồng loạn này thật đúng là giỏi ly giàn a. À. Lăng Hàn cùng ba người Chu Hằng nói thật lâu, ba đại cường giả đều rất xem trọng hắn, cực kỳ chờ mong thành tựu tương lai của hắn. Hắn rời đi, về tới Lăng Thành của mình, bọn người Đại Hắc Cẩu, Duyên Sinh Thiên Tôn, Kỳ Vô Danh đã sớm trở lại, thực lực của bọn hắn đều có tiến bộ rất lớn, dù sao vị diện thất lạc kia có được quá nhiều tạo hóa, giống như Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung đều đã xông lên tam bộ, ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng trở thành nhị bộ, để Lăng Hàn cảm khái thượng thiên mắt bị mù. Cái gì trời không trời Cầu ra trời sinh nên anh minh thần võ, độc đoán nương thời. Đại hát cầu rõng rạc, trời nếu không thuận, cầu ra liền giết trời. Kết quả, lang hàn một cước liền đạp nó vào trong khe đất. Tình huống hiện tại cực kỳ hài hòa, đám người tu luyện một chút, nhàm chán liền nghiên cứu thảo luận võ đạo, giống như thiên hạ thực sự thái bình. Bất quá, cũng không lâu lắm, liền có người chạy tới tìm phiền toái. Đây là một lục bộ thiên tôn, phụ thân của nhạc thừa vọng, nhạc bác sung lúc trước nhạc thừa vọng chính là chết ở trong tay lăng hàn nhạc bác dung biết tin tức khẳng định rất muốn bắt lăng hàn giết đi tế tử chẳng qua ban đầu tất cả mọi người tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch cái này quá trọng yếu loại cường giả giống như nhạc bác dung lấy lên được thả xuống được tự nhiên biết nên đặt cái nào ở vị trí thứ nhất hơn nữa nơi đó vị diện chồng vị diện muốn tìm một người sao mà khó khăn nhạc bác dung đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian hiện tại đại cục đã định nhạc bác dung có rất nhiều thời gian tự nhiên nghĩ đến muốn báo thù cho con trai bất quá hiện tại ba người chu hằng đối với lăng hàn tràn đầy chờ mong làm sao giao người ra nhạc bác dung cực kỳ cường thế uy hiếp nói nếu như ba người chu hằng không giao lăng hàn ra như vậy tránh không được sẽ phát sinh một trận chiến tranh ba người chu hằng có thể một đường đi đến lục bộ tự nhiên không biết kinh lịch bao nhiêu sóng to gió lớn há sẽ bị dạng uy hiếp này hù dọa bọn hắn không sợ người muốn chiến vậy thì cho ngươi chiến một trận song phương hết sức căng thẳng, riêng phần mình gọi đến lượng lớn nhân mã, rằng co ở phía ngoài lâm ra tổ địa. Nhưng thời điểm đại chiến sắp bộc phát, cường giả lục bộ của song phương ai cũng lộ ra vẻ nghiêng tai lắng nghe. Hồi lâu sau, tất cả bọn hắn đều kinh sợ, trở về, nhạc bác dung lập tức nói, hắn vung tay lên, nhân mã dưới trướng giống như thủy triều thối lui. Như thế nào đột nhiên không đánh, Lang hàn tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến, hắn một mực đứng ở bên cạnh, hiện tại cũng phát mộng, chiến trận này đã bày ra mãnh liệt như thế còn kém bước cuối cùng đại nhân vật của song phương vung tay sau đó phát động một trận liều mạng thế mà ở thời điểm này lui binh cổ quái lâm tiêu dương mở miệng ầm ầm nói vừa mới thu được thất bộ trí tôn đưa tin năng lượng phong bạo của ngoại vực chiến trường nhanh chóng biến mất cực có khả năng ở trong một tỷ năm liền khôi phục ổn định cái gì đám người nghe xong ai cũng quá sợ hãi ngoại vực chiến trường muốn mở lại không phải nói năng lượng phong bạo kéo dài thời gian chính là vô cùng vô tận sao. Vì sao đột nhiên nói ở trong một tỷ năm liền sẽ biến mất? Đừng tưởng rằng một tỷ năm rất dài, đối với thiên tôn mà nói, khả năng ngay cả tiến lên một bước nhỏ cũng không thể làm được, dùng cái này để cân nhắc, một tỷ năm thật sự là ngắn đến vô cùng. Hơn nữa, năng lượng phong bạo vừa đi, đại quân cuồng loạn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, bọn hắn nhất định phải lập tức xây xong thành trì, nếu không đi nghênh chiến đại quân cuồng loạn thích xúc hơn trăm tỷ năm, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Vì cái gì, làm sao có thể, chương 3277, Lăng Hy trở về một. Lúc trước thời điểm năng lượng phong bạo cuốn lên, ngay cả thất bộ cũng khẳng định, tình huống như vậy cực có khả năng vĩnh viễn kéo dài, nhưng bây giờ mới qua bao lâu, một phần trăm kỷ nguyên cũng chưa tới A. À. Tất cả mọi người mờ mịt, lại muốn trở về đối mặt đại quân cuồng loạn đáng sợ kia sao? Cái này khiến rất nhiều người đều sinh lòng mờ mịt, hiện lên chán ghét đối với chiến tranh có câu nói thế này từ kiệm nhập xa xỉ dễ từ sang thành kiệm khó đồng dạng quen thuộc an nhàn lại muốn đầu nhập chiến tranh tàn khốc có mấy người sẽ ý chí kiên định như sắt nhưng có biện pháp gì ai cũng biết chỉ cần để cuồng loạn thành công xâm lấn như vậy cho dù ai cũng chỉ có một con đường chết không ít người đều hoài nghi lúc trước năng lượng phong bạo có phải âm mưu do cuồng loạn chế tạo hay không vì chính là để bọn hắn quen thuộc an nhàn tan giã ý chí chiến đấu của bọn hắn thậm chí còn để bọn hắn tự giết lẫn nhau trên diện rộng suy yếu lực lượng của bọn hắn. Ba người Chu Hằng tự nhiên sớm có suy đoán như vậy, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, vốn cho rằng sẽ có một hai kỳ nguyên giảm sóc, còn tốt, phát hiện viễn cổ vị diện để Thiên Tôn sống sót đều cường đại một mảng lớn, đây là một tin tức tốt. Nhưng cùng lúc cũng có một tin tức xấu, xấu vô cùng, cái kia chính là trải qua nhiều năm tự giết lẫn nhau như vậy, trong lòng mỗi Thiên Tôn đều không tín nhiệm người khác, cái này bảo bọn hắn làm sao còn có thể tín nhiệm chiến hữu? giao phía sau lưng cho người khác nhưng vô luận như thế nào đây là một trận chiến tranh nhất định phải đối mặt tất cả cường giả lục bộ đều hành động mang theo thiên tôn còn sót lại đi tới ngoại vực chiến trường quả nhiên năng lượng phong bạo cấp tốc tiêu tán như thủy triều rút đi dù chiến trường này cực kỳ to lớn nhưng hai bên đồng thời biến mất như thế kỳ thật chỉ cần một tỷ năm năng lượng phong bạo sẽ hoàn toàn biến mất đến lúc đó liền có thể nhìn thấy đại quân cuồng loạn từ bên kia giết tới tiến lên Chúng ta chỉ có thể thiết lập trận tuyến ở phía trước nhất. Năng lượng phong bạo lui, bọn hắn tiến, rất nhanh liền đến chỗ không gian trùng điệp, trước kia, nơi này chia làm 8 cấp độ, phân biệt đối ứng từ chuẩn thiên tôn đến thất bộ, mặc dù thất bộ cũng có thể tiến vào tầng thứ nhất, chỉ là chiến lực sẽ bị áp chế, không cách nào phát huy toàn lực. Đây là vị diện chiến tranh, do nguyên thế giới quyết định quy tắc chiến đấu, ngay cả thất bộ cũng phải dựa theo quy tắc đến làm. Nhưng khi mọi người đi tới nơi này, lại phát hiện không gian nơi này bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cỡ nào? Nguyên bản nơi này là 8 không gian, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 cái. Từ 1 đến 6 toàn bộ đè ép đến cùng một chỗ, mà tầng thứ 7, tầng thứ 8 thì còn tồn tại độc lập. Dạng không gian đè ép này là không thể khôi phục, ngay cả Thiên Tôn cũng không thể làm gì, bởi vì cái này dính đến bản thân nguyên thế giới, dù mạnh như thất bộ có thể đối kháng nguyên thế giới sao? Nói cách khác, Hiện tại Ngũ Bộ Thiên Tôn trở xuống đều ở một không gian chiến đấu. Các loại cường giả lục bộ như Chu Hằng lập tức tiến hành bàn bạc, chia đội ngũ làm hai bộ phận, đội một tự nhiên tất cả đều là lục bộ, một cái khác thì lấy ngũ bộ cầm đầu, do bọn hắn đi tầng không gian thứ nhất bố phòng. Ở dưới cường giả lục bộ điểm danh, chỉ đội ngũ này do ba người chỉ huy. Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương, bọn hắn thình lình đều bước vào ngũ bộ. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cuộc tiến hơn một bước không có người không phục, ngay cả cường giả ngũ bộ uy tín lâu năm cũng không phản đối, bởi vì ba tên ngũ bộ này quá cường đại, chiến lược đủ để bão tố tiến vào lục bộ, do bọn hắn tỏa chấn, so với đến mấy lục bộ còn muốn an toàn. Bởi vì hiện tại trong tầng thứ nhất này, cảnh giới bị ép đến ngũ bộ, như vậy cùng là ngũ bộ, ai càng như bức. Đương nhiên là ba vị vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, bất quá, cái này đối với Lăng Hàn không phải một tin tức tốt, bởi vì hắn nhìn thấy tân khí hổ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lành lạnh, giống như hắn đã là một người chết. Dựa vào, gia hỏa này nhất định sẽ công báo thư thù, hạ thủ với hắn. Hắn là chủ soái, hoàn toàn có thể an bài lăng hàn ở dưới trướng của hắn, đợi cuồng loạn phát động công kích, hắn liền an bài lăng hàn ở nơi nguy hiểm nhất, chỉ cần lăng hàn chết, hắn liền có thể rút hồn đạt được hết thảy bí mật trên người lăng hàn. Thậm chí, hắn có thể tự mình ra tay, lại ném tội danh cho cuồng loạn gánh. Mà nếu lăng hàn phản đối, chạy trốn thì sao? chẳng lẽ không biết ngoại vực chiến trường đối với đảo binh xử trí là cực kỳ tàn khốc sao? Chỉ cần Lăng Hàn dám trốn, như vậy tân khí hổ liền có thể lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại xuất thủ. Trái phải hai đường, tựa hồ là một tử cục A. Lăng Hàn, tới, Lâm U Liên đột nhiên mở miệng, từ giờ trở đi, người chính là phó tướng của ta. Lăng Hàn kinh ngạc, Lâm U Liên đây là công nhiên bảo đảm hắn A. Tân khí hổ lập tức lộ ra vẻ bất mãn, nhưng không nói lời nào, chỉ là khóe miệng ôm lấy cười lạnh. Hiển nhiên, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đa Tạ Lâm cô nương, Lăng Hàn nhìn về phía Lâm U Liên, thần thức truyền âm. Lâm U Liên chỉ gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, có một tia lo lắng. Hiện tại cuồng loạn ngóc đầu trở lại, có thể nói là vận sức chờ phát động, chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là đại quân bài sơn đảo hải. Nhưng mà, bên bọn hắn trải qua nhiều năm nội đấu như vậy, chẳng những tiêu hao quá nhiều cường giả, tâm cũng không đủ. Có thể dưới một đợt công kích bọn hắn liền hoàn toàn giải tán hay không nàng thầm thở dài nhưng như thế nào đi nữa bọn hắn cũng phải thủ vững không thì cuồng loạn liền có thể đẩy trận tuyến về phía trước tổn thất lượng lớn thổ địa lực lượng của viêm xương vị diện sẽ gặp phải suy yếu cực lớn ở trong vị diện đối kháng sẽ ở vào vị trí cực bất lợi đội ngũ từng bước tiến lên từng tường thành bắt đầu kiến thiết đây là đường lui của bọn hắn tối đa chỉ có một tỷ năm bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian thời gian không từng trôi qua toàn bộ đội ngũ cực kỳ máy móc tiến lên, sự tình tạo tường thành tự nhiên do tiên vương đi hoàn thành, có đôi khi chuẩn thiên tôn cũng sẽ hỗ trợ, lúc này ai còn dám giảng thân phận. chương 3278, Lăng Hy trở về hai Bầu không khí cực kỳ kiềm chế, thỉnh thoảng có nội chiến phát sinh, mà truy cứu nguyên nhân, lại cực kỳ không có ý nghĩa. Đây là áp lực quá lớn, để mỗi người đều thần kinh căng thẳng, cũng biến thành dễ dàng xúc động, nóng nảy. Mặc dù ba người Lâm U Liên đều là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, giá trị vũ lực nghiền ép tất cả mọi người nơi này, nhưng đối mặt lòng người biến hóa lại vô kế khả thi. 100 triệu năm, 200 triệu năm, thời gian đang trôi qua, bọn hắn cũng tạo dựng rất nhiều bức tường thành, không ngừng đẩy về phía trước. Hơn 900 triệu năm sau, bọn hắn không tiếp tục tiến lên nữa, mà bắt đầu ra cố một đạo tường thành sau cùng, đây chính là trận tuyến thứ nhất mà bọn hắn đối kháng đại quân cuồng loạn. Tất cả mọi người làm lấy chuẩn bị cuối cùng, ứng phó một trận đại chiến sắp đến. Thế nhưng mà, lòng người thật sự là thay đổi, dù có quy củ cực nghiêm, nghiêm cấm nháo sự, giết người, nhưng chuyện như vậy lại thỉnh thoảng phát sinh, nhiều lần cấm không hết. Dù sao, đám người Lâm U Liên cũng chỉ có ba người. Càng về sau, trong cứ điểm thành lập từng thế lực, như trước đó đồng dạng, kéo bè kết phái, cứ như vậy, sự tình tự mình giết chóc ngược lại bị ép dừng lại. Một ngày này, bọn người kỳ vô danh, đại hắc cẩu, dị tìm tới Lăng Hàn. Lão đại, chúng ta cũng thành lập một thế lực đi. Dị nói. Lăng Hàn cười nói, chúng ta không phải đã sớm là một bọn sao, cái này không giống, người khác đều khai môn lập tông, trên người mặc đều có tiêu chí rõ ràng, để cho người ta xem xét liền sáng tỏ. Dị nói, chúng ta cũng đi làm một bộ trang phục thống nhất, để người khác xem xét liền biết chúng ta chính là lăng minh, không dám chiêu chọc. Gâu gâu gâu, Cẩu ra trước mấy ngày kém chút bị người làm thịt, nấu thịt chó kho tàu, người nhìn, cái đuôi của Cẩu ra cũng chọc. Đại Hắc Cẩu xoay người, chỉ thấy cái đuôi trong quần lót, trụi lùi. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi không phải bình thường rất trượt sao, sao thảm hại như vậy. Tiểu tử thúi, cậu ra sắp bị người gọt chết, ngươi thế mà còn cười. Đại hắc Cẩu dậm chân, Lăng Hàn gật đầu, tốt, chúng ta liền ở nơi đây thành lập một đồng minh, chính thức khai tông môn phái. Bọn hắn lôi lệ phong hành, lập tức bắt đầu chuẩn bị, chiều cáo Lăng Minh thành lập, do Lăng Hàn làm minh chủ, thiên tôn trong minh có nữ hoàng, hổ nữ, vũ hoàng, duyên sinh thiên tôn, đại hắc Cẩu, Lăng Kiến Tuyết. Lăng phi phàm, kỷ vô danh, hỏa phù dung, kim thiền tử, dị. Số lượng thiên tôn cũng không nhiều, nhưng có lăng hàn tỏa chấn, đây chính là chiêu bài cường đại. Lại qua mấy chục vạn năm, lăng hy cùng phù thiên hành trở về. Vượt quá lăng hàn dự kiến, phù thiên hành chẳng những bước vào thiên tôn vị, thậm chí một hơi sông lên tam bộ, chỉ luận cảnh giới đã không thua hắn, mà lăng hy cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng là tam bộ. Cái này khiến lăng hàn cảm thán sóng sau đè sóng trước, nữ nhi cường đại nằm trong dự liệu, thật không nghĩ tới tên đồ đệ bị nữ nhi gạt đến cũng yêu nghiệt như thế, rất có ý cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành chỉ là ở trên cảnh giới đuổi theo, nhưng nói đến đánh nhau cùng cấp, lại không ai có thể so sánh với Lăng Hàn. Phù Thiên Hành giống như Lăng Hy, cũng dung nạp một tiểu thế giới, do hai vị diện va chạm hình thành, cái này sẽ không ngừng lớn mạnh, tiền đồ bất khả hạn lược, rất có thể trở thành tân khí hổ, ngô hạo dương thứ hai. Hai người này trở về, để thực lực của Lăng Minh đại trướng, mà lăng hy cùng phù thiên hành cũng tình đầu ý hợp chuẩn bị thành hôn sau khi lăng hàn biết kém chút nhịn không được làm thịt phù thiên hành cái này đương nhiên chỉ là một ý nghĩ mỹ hảo một là lăng hy khẳng định sẽ không chịu thứ hai lăng hàn cũng không hạ thủ được dù sao cũng là đồ đệ mình tự tay dạy dỗ nhưng nghĩ đến nữ nhi của mình như một cây cải trắng sắp bị tiểu tử kia ủi lăng hàn vẫn không nhịn được nổi giận nhìn phù thiên hành như thế nào cũng thấy khó chịu hắn nắm lỗ mũi an bài hôn lễ cho hai người Hiện tại Lăng Hàn đương nhiên cũng là đại danh nhân, người nào không biết hắn yêu nghiệt, tam bộ liền có thể cùng tân khí hổ ở lúc tứ bộ chiến một trận, tiền đồ tương lai bất khả hạn lược, bởi vậy biết được hắn muốn gả nữ, người đến đây chúc mừng cũng từng cơn sóng liên tiếp. Ngày Lăng Hy đại hôn, khách quý như mây, a à, Lâm cô nương, không nghĩ tới người cũng sẽ nể mặt. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì Lâm U Liên cũng tới. Cũng không phải đại hôn của Lăng Hàn, Lâm U Liên có thể nói cho đủ mặt mũi, Lâm U Liên chỉ mỉm cười gật đầu, nàng từ trước đến nay không tranh, không hờn, kỳ thật rất giống Lăng Hy. Giờ lành đến, tất cả mọi người đi tới đại sảnh, chuẩn bị chứng giám thời khắc trọng yếu nhất. Ô, đúng lúc này, một tiếng kèn cổ lão, du dương vang lên, để mỗi người đều giật mình. Đại quân cuồng loạn đánh tới, có người đột nhiên kêu lên, một nháy mắt, mọi người không có ai không bạo động, một ngày này rốt cuộc đã đến. Lâm U Liên lập tức biểu hiện ra một mặt trầm ổn, nói. Tất cả mọi người, lập tức đi tới tường thành. Vâng, các thiên tôn ai cũng nghiêm túc tuân theo, nhao nhao xuất phát. Lăng Hàn cũng nhìn về phía người Lăng Minh gật đầu. Xuất phát, mọi người đi tới bên tường thành, có người ở phía dưới làm lấy chuẩn bị, có người thì đứng ở trên tường thành, nhìn về phía xa. Chỉ thấy năng lượng phong bạo nguyên bản tàn phá bừa bãi đã sắp biến mất, mà xuyên thấu qua năng lượng phong bạo mỏng manh, có thể nhìn thấy đang có từng nhóm đại quân cuồng loạn chờ xuất phát, qua dễ phân biệt, ai cũng nhiều tay nhiều chân nhiều mặt, dẫn chứng cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần toàn bộ năng lượng phong bạo tiêu tán, chi thiết huyết đại quân kia sẽ giết tới, bọn hắn không có thương hại, không những không thèm để ý tính mệnh địch nhân, đối với mình cũng như thế. Trái tim tất cả mọi người thắt chặt, đây là trận chiến cực kỳ mấu chốt, chỉ cần có thể khiêng qua một đợt công kích, như vậy hết thảy dễ nói, nhưng nếu không chặn được, như vậy bọn hắn có khả năng vỡ tan ngàn dặm. Năng lượng phong bạo càng ngày càng yếu, thời điểm chỉ còn lại có một chút xíu có chút cuồng loạn quân táo bạo đã dẫn đầu vọt ra, nhưng bị năng lượng phong bạo quấy phá, dù ngũ bộ cũng trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Phải biết, đây chính là năng lượng chỉ có thất bộ mới có thể tiếp nhận. Nhưng vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở sau, năng lượng phong bạo cuối cùng hoàn toàn biến mất, oanh, đại quân cuồng loạn bỗng nhiên bộc phát ra tiếng giết đáng sợ, lập tức, nhánh đại quân này động, như bài sơn đảo hải giết tới. chương 3279, hôn lễ, binh tập. Công kích, tân khí hổ ra lệnh một tiếng, trên tường thành, mấy ngàn thiên tôn đồng thời xuất thủ, lập tức, từng đạo quang hoa loạn giết, trời xanh cũng mất đi nhan sắc, chỉ có những công kích này loạn vũ. Cái này phần lớn là ngũ bộ đang xuất thủ, mặc dù tấn công từ xa sẽ suy yếu một bộ phận lực công kích, nhưng y nguyên cực kỳ cường đại. Oanh, một đợt đả kích, đại quân cuồng loạn liên miên liên miên ngã xuống, đây đều là pháo hôi dưới ngũ bộ, nhưng cấp bậc ngũ bộ lại cơ hồ không có bị thương, xông đến càng lúc càng nhanh. Chuẩn bị cận chiến, ngô hạo dương quát to hắn tế ra một cây đao, lơ lửng ở giữa không trung, rủ xuống quang mang hoàng sắc kim, khi cuồng loạn quân xông qua tường thành, cùng luồng hào quang hoàng sắc này va chạm, lập tức liền có lượng lớn thiên tôn vỡ nát. Đây chính là một vị cường giả có chiến lực lục bộ, ở chỗ này chính là tồn tại gian lận. Lâm U Liên, tân khí hổ cũng riêng phần mình thả ra bảo khí, mặc dù giá trị vũ lực của bọn hắn chắc tuyệt, nhưng ở nơi này lại không thể loạn giết một mạch, phải lấy đại cục làm trọng, tận lực giảm bớt phe mình tổn thất mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn hắn. Bằng không thì cuồng loạn có thể liên tục không ngừng phái ra đại quân, bọn hắn lại chết một cái thiếu một cái. Nhưng lang Hàn không có dạng cố kỵ này, hắn thét dài một tiếng, chủ động giết ra. Hắn vận chuyển thiên tôn ký hiệu, tế ra tiên ma kiếm, đại khai sát giới. Phốc phốc phốc, hiện tại chiến lực của hắn là ngũ bộ đỉnh phong, không đạt ngũ bộ căn bản không thể nào là một chiêu chi địch của hắn. Từng tia máu tươi đen như mực vé lên, cuồng loạn quân chết ở trong tay hắn trong nháy mắt phá trăm. Nhưng mà, Lăng Hàn lại kinh ngạc phát hiện, hắn không có hấp thu đến một chút xíu sinh mệnh tinh khí. Cuồng loạn quân không tính sinh mệnh sao, hắn nghĩ tới trước đó giết 5 người mông đông sau khi hợp thể, cũng không có hấp thu đến sinh mệnh tinh khí, tựa hồ đây là một loại đặc điểm nào đó của cuồng loạn, chỉ có vào chứ không có ra. Trước đó sau khi thiệu anh, ba đa chết sẽ có sinh mệnh tinh khí tràn ra, bởi vì khi đó bọn hắn là người, nhưng năm người mông đông hợp thể liền không đồng dạng, giống như gọi đến một bộ phận của cuồng loạn, hoàn toàn là đặc thù của cuồng loạn. Cái này khiến Lăng Hàn cực kỳ thất vọng, hắn vốn cho rằng ngoại vực chiến trường mở lại, hắn có thể dựa vào cái này nhanh chóng tăng lên tu vi, không nghĩ tới giết cuồng loạn quân cơ bản không có ý nghĩa gì. Hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển thiên tôn ký hiệu cấp 1, chiến lực thôi phát đến càng khủng bố hơn, triển khai đổ sát vô tình. Số lượng đại quân cuồng loạn vô cùng kinh người, nhưng cũng có khuyết điểm, chính là không có một cái nắm giữ thiên tôn ký hiệu cái này cũng có thể tưởng tượng thiên tôn ký hiệu không thể truyền chỉ có thể dứt bỏ dù cuồng loạn thân là một vị diện cũng nhận lấy hạn chế cực lớn bởi như vậy ở trong cấp bậc ngũ bộ này cuồng loạn quân có thể áp chế lăng hàn căn bản không tồn tại để hắn có thể mạnh mẽ đâm tới nhưng hắn dù sao cũng chỉ là chiến lực ngũ bộ đối mặt mười mấy vạn chiến lực cùng dai dù là lăng hàn cũng gánh không được bị cuồng oanh loạn tạc hắn cũng rất nhanh bị thương không thể không lui về tường thành thở dốc đây cũng không phải là một trận chiến đấu tốc chiến tốc thắng, cho nên tuyệt không thể nóng vội, lập tức liền toàn bộ lộ ra át chủ bài, như vậy gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Ba người lâm u liên tỏa chấn, bọn hắn vô cùng cường đại, hoàn toàn dùng phòng thủ làm chủ, tự nhiên tạo thành một đạo bình chướng không thể vượt qua, một mực tỏa chấn, ai gặp được nguy hiểm, bọn hắn liền lập tức xuất thủ. Nếu không có ba người này, thương vong bên này sẽ vượt lên 10 lần. Ai không chịu nổi, liền trốn vào trong ba kiện bảo khí bảo hộ, phạm vi nó rất nhỏ, lại tạo thành phòng ngự tuyệt đối, đại quân cuồng loạn căn bản không có cách đánh vào, bởi vì đây chính là lục bộ chi uy. Đại quân cuồng loạn vô cùng vô tận, từ tầng 9 đến ngũ bộ đều có, số lượng quái vật ở mỗi cảnh giới cũng nhiều đến kinh người, ngũ bộ cấp cũng có mười mấy vạn, so với viêm xương vị diện chỉ hơn ngàn, đây chính là hơn trăm lần. Trận chiến đấu này kéo dài suốt 3 tháng, cuồng loạn quân đến tiếp sau mới rốt cuộc thưa thớt, không còn giống như trước đó bài sơn đảo hải như vậy. Đây là một trận thắng lợi vĩ đại, nhưng cùng lúc cũng là một trận thắng thảm, số lượng thiên tôn chết trận cao tới vạn người, mặc dù so với bên cuồng loạn quân là ít đến thương cảm, nhưng thiên tôn bên viêm xương vị diện hết thảy bao nhiêu. Chiến đấu kết thúc, thiên tôn may mắn còn sống sót lập tức tiến hành khôi phục. Trận chiến tranh tiếp theo lúc nào cũng có thể bộc phát, nhất định phải bảo trì ở trạng thái tốt nhất, nếu không có khả năng không cách nào còn sống tham dự chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ 3 năm sau, đại quân cuồng loạn liền ngóc đầu trở lại bất quá lần này có chút khác biệt đại quân cuồng loạn thế mà lần đầu tiên lập đại doanh không có trước tiên phát động công kích đặt ở trước kia cuồng loạn quân sẽ không có một bộ này vừa xuất hiện liền phát động công kích bởi vì bọn chúng không có thần trí chỉ có ý niệm giết chóc chiến đấu trong đầu bởi vậy bọn chúng xây dựng cơ sở tạm thời tựa hồ muốn cùng viêm xương quân trưởng kỳ rằng co làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cuồng loạn tạo vật chỉ cầu số lượng cùng chiến lực sẽ không giao phó bọn chúng trí lực bởi vì có trí tuệ sẽ có rất nhiều chỗ xấu, tỉ như sợ chết, tỉ như sẽ có dị tâm, tỉ như dư nghiệt cuồng loạn lúc trước bị nhốt, thời gian quá dài, bọn hắn sinh ra trí tuệ, thế mà phản lại cuồng loạn. Đối với cuồng loạn mà nói, ý chí tự do là một loại độc dược, vì để tránh cho phiền phức, nó trực tiếp nhảy qua trí tuệ, dù sao nó tạo vật đơn giản, dù dùng 100 thiên tôn đổi một cái bên viêm xương vị diện cũng đáng. Nó đương nhiên cũng có thể giao phó trí tuệ đồng thời cường hóa khống chế nhưng như vậy sẽ gia tăng trình độ tạo vật thật lớn, cùng một thời gian tạo ra số lượng đại quân sẽ giảm mạnh 100, 1 ngàn lần. Cho nên, cuồng loạn quân không có trí tuệ cũng là sản phẩm thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, những cuồng loạn quân kia thế mà hiểu được chú doanh, tự nhiên để đám người không chỉ kỳ quái, càng có một loại hàn ý. Nếu như những đại quân này thực sự sinh ra trí tuệ, như vậy lại thêm số lượng nghiền ép, sẽ hình thành chiến lược kinh khủng bực nào.